Nhớ em thế này, nhung nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Trời ơi, sao bữa nay thấy vui vẻ quá vậy ta? Yêu đời dữ à. Tôi nhớ em nào đây? Cà phê nè. 3 lít sắp cưới vợ rồi. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, cái con nào mà nó gan cùng mình nó mới chịu lấy mày chứ. Nhìn mày khùng muốn chết luôn. Con nói vậy rồi sao con tự tin con đi cưới vợ được? Nó giỡn chút mà làm gì dữ vậy? Ê, nhưng mà đối tượng là ai? Để con nghe coi. Tình cờ thôi. Hôm bữa tía con kêu mang gà lên trên xóm trên á, nhà chú Mười Độ. Nhà ông Mười Độ hả? Tía con Bậm phải không? Ừ. Ủa, tao nhớ nhỏ nó lấy chồng rồi mà. Nó lấy thằng bán thịt heo ngoài chợ. Ủa, không lẽ nó bỏ chồng rồi? Con thấy ruột nên từ cái chức nhiều chuyện nhất ở Xẻo Lá này đi. Không 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 không, làm gì được chứ mà từ chức nhiều chuyện là không bao giờ cô Hồng chịu nhường cho ai hết trơn nha. Ủa vậy sao một cái thông tin quan trọng nhưng mà không cập nhật được? Là sao? Vậy nè, họ tính cưới nhau rồi. Nhưng mà cái anh đó ảnh làm cái nghề mổ heo. Rồi cái mộng sợ là nửa đêm về ngủ cái bắt đầu á, sợ quá nên mộng không có lấy. Nó nghĩ cũng phải à ha. Nhưng mà rồi sao, chuyện sao nữa kể tiếp coi. Thì vừa xách gà vô trước cửa nhà con mới nghe được một chuyện động trời. Cứ để cho cha mẹ nó hoài. Con gái lớn rồi phải tìm một tấm chồng mà nương tựa chứ. Cứ đâu mà ai đến hỏi rồi cứ lắc đầu. Tính làm bà cô già hả? Tía thấy có ai hợp với con đâu mà tía cứ bắt con chịu hoài. Không tìm hiểu sao mà biết không hợp. Mày á là thích làm cho tía giận không à? Tía mà lên cơn xỉn ngày hoài á cũng là vì bay á. Thì con nói rồi, chuyện chồng con cứ để tùy duyên đi. Tía cứ nó hoài, con chán muốn chết luôn vậy. Tía nói chừng nào á mày chịu lấy chồng mày thôi, chứ không thì là tía nói hoài. Có con gái lớn ở trong nhà như hũ mắm treo đầu giường á, thối lúc nào không hay nha con. 20 mấy rồi chứ ít ỏi gì đâu. Trời ơi, tại tía không biết thôi. Thời buổi bây giờ chứ đâu phải như xưa đâu tía. Bây giờ ha là 30-40 tuổi á, chưa có chồng là chuyện bình thường đó tía. Nói cứ chả treo hoài. Có gia đình đi, cho tía má yên tâm. Mai mốt tao có chết cũng yên lòng nhắm mắt. Ủa, tính không cho tía uống nữa hả? Dạ. Nói vậy mà còn già nữa. Không phải, ý con già ở đây là chuyện tía bắt con lấy chồng kìa. Vậy thì được nha. Lần này thôi đó tía bỏ qua. Lần sau á mà ai đến hỏi á là tía gả đó. Nói cho biết trước vậy đó nha. Nhưng mà lần sau là tía phải cho con biết người đó là ai mới được. Chứ tía mà tự quyết định á là con cho tía làm cô dâu luôn á. Nó ăn nói với tía nữa như vậy đó. Tại vì con không chịu lấy chồng mà tía cứ bắt ép con hoài. Tía mà ép con nữa là con chết cho tía coi. Mày á mà có tự tử á, tao cũng mang xác của mày đem đi gả cho người ta này nè. Nghe vậy con mới đưa ra cái quyết định là con sẽ cưới Mộng. Hả? Đó đó, hả là động trời rồi đó. Động trời thiệt bay. À ông ấy cô ruột làm bà Mai cho con đi. Mày nghĩ sao vậy ba lít? Tao á là cái người á, ấy trầm trọng. Mày không sợ mày giống tao hả? Xui giống tao hả? Mày có nghe người ta nói không? Con cái nhiều khi nó không giống cha giống mẹ, nó giống bà Mai đó. Lần này á phải nghe lời tía nghe chưa?
Anh ba ơi, anh hỏi tôi được bao nhiêu giờ? Tôi vội vàng lấy sổ. Hôm bữa anh có qua nhà nói chuyện với tía em mà hả, không có em ở nhà, tiếc ghê á. Nói vậy anh là người hỏi cưới em đó đó. Cầu trời khẩn Phật á, có con ông nó chịu thằng Ba Lít cái để nó khỏi đeo theo mình, nó cứ than thân trách phận hoài, mệt thằng này quá trời quá đất rồi. Ui mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền. Ủa bộ mày đi theo tao, mày rình mò mày theo tao hoài vậy? Dạ không, chắc là tình cờ thôi. Sao rồi, vụ đi hỏi vợ bữa hôm sao tao có chịu cưới hỏi gì không? Chiến này là chắc như bắp, mà là bắp giống luôn á bác hai. Bác hai hỏi cần lo. Tía còn hay thiệt, qua bển hỏi một cái người ta chịu liền. Phải không nghe mày, coi chừng 10 độ đó. Ổng sợ con gái của ổng á nó lỡ thời á, biết không? Tình nữ ổng hứa cho qua đó mày ơi, đừng có ảo tưởng quá đi ông ơi. Nhưng mà bác hai tin đi, chiến này là con thoát ế thiệt luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nàng nó chịu hẹn hò với con. Chỉ còn có sức chiêu một cái là con sẽ đưa nàng về Vinh. Tao cũng ráng chờ coi mày đưa nàng về Vinh nha. Mộng, sao rồi con? Mộng. Dạ. Dạ tía. Sao rồi con? Sao chuyện gì tía? Thì chuyện của thằng Ba Lít đó, từ bữa đi chơi với nó tới giờ về em ru à, không nói gì để tía biết tía tính chứ. Thì con thấy anh cũng nhiệt tình, hiền, nhưng mà hình như là không có chí cầu tiến đâu tía ơi. Là sao? Thì là bữa con gặp ảnh ở nhà, tía anh nó kêu làm gì là anh làm đó à. Bữa nào á mà không có đồ ăn cái mình leo lên cây dừa hái cây dừa xuống chan với nước cơm ăn. Rồi anh ở nhà anh vậy rồi tiền đó anh xài. Trời, anh có xài gì đâu. Con hỏi tía nè, cưới nhau về không lẽ suốt ngày đào khoai rồi hái dừa xuống chan cơm ăn sao tía? Tại nó chưa có vợ á, nó nói vậy thôi. Tía hồi xưa cũng như vậy, cưới má bay về tự nhiên có trách nhiệm. Thời này có ai hoàn hảo đâu, nếu mà có hoàn hảo là đâu có tới con đâu, người ta hốt hết rồi. Hết ta, sao con nghĩ ra ta tía? Tự nhiên con suy nghĩ con thấy tía nói có lý á. Cho nên á là con chịu. Nhanh nha, em với tía đợi. Anh biết á, anh là Superman đời em không? Tại vì có anh cứu vớt đời em, cho nên tía không có la em nữa. Chứ không thôi á, ngày nào tía cũng la hết trơn á, em chịu không có nổi. Em cứ yên tâm đi, đã có anh Ba Lít đây rồi, anh nguyện sẽ che chở, lo lắng đến cả cuộc đời luôn. Dựa vào đi em. Nó rất là vững chắc, để cho em dựa vào. Ui quá à. Cái em gì vậy? Nhắm mắt lại đi. Mà thôi đi, em nhắm cũng như là mở à. Thôi anh này. Anh giỡn. Ủa, rồi em mở mắt được chưa? Rồi. Bất ngờ lắm phải không?
Anh tặng bông vàng thỏ cho em. Ừ, đừng có ngại, nhận đi em. Mấy cái bà ngoài chợ á kêu anh mua bông hồng đi. Mua bông này là ngu. Bông hồng á 10.000 một bông, bông nhạn thọ 10.000 một bó. Như vậy là anh đâu có ngu đâu đúng không? Dạ. Trời ơi nhìn cái mặt kìa. Đơ. Hạnh phúc lắm phải không? Dạ hạnh phúc. Anh biết á, con gái người nào á cũng thích bông hết. Bông nhạn thọ này nè là sống lâu năm. Anh muốn em á sống với anh suốt đời luôn. Té, anh ba lít tới kìa té. Con. Dạ, con chào bác mới qua. Ngồi ngồi, con cứ tự nhiên đi. Dạ. Bác gái đâu rồi bác? À, vì ba của con Mộng bệnh, má nó bà bển nuôi rồi. Dạ. À nè, mai mốt kêu bằng tía luôn đi nha. Dù gì á, con cũng nhờ người qua dạm hỏi con Mộng rồi, nó cũng đồng ý rồi. Mai mốt mình cũng về chung một nhà nè. Dạ, bác nói làm sao? Ý, con tía chứ. Dạ, tía. Có cơm rồi đây. Đây. Nè, con cứ ăn tự nhiên nha. Mấy món này á là con Mộng á đích thân vô bếp nấu mời con đó. Dạ, bác. Tía, cứ yên tâm đi, con tự nhiên lắm. Đây, để anh cho. Em chia đũa đi. Dạ, con mời tía. Mời em. Dạ, con mời tía, mời em. Ăn tự nhiên nha. Dạ, con mời tía. Đây, mời em. Ui, em cứ gấp thoải mái đi, trời ơi. Thôi, anh ăn nhiều vô đi. Trời ơi, em ăn đi, trời. Gấp cho anh gì? Alo. Alo. Em hả? Đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. Có gì không anh? Anh tính qua rủ em đi uống sữa tươi trân châu đường đen nè. Khi khác nha, tại bây giờ em bận rồi. Thì bây giờ em chuẩn bị qua phụ chị Tư trang trí. Đặng mà tối mai sinh nhật con của chị. Ủa gì hả? Vậy giờ anh lấy xe qua nhà em đón em đi ha. Dạ thôi, cảm ơn anh. Chị Tư có kêu người qua đón em rồi. Vậy hen. Alo. Ủa, sinh nhật con chị Tư mà sao không mời mình ta? À, bây giờ không mời á, chiều cũng mời thôi. Tranh thủ về thủ bộ đồ vía, mình là gương mặt mới trong gia đình mà. Tía ơi Mộng ơi. Tía ơi Ôi ăn với nhậu. Ôi có Hồng ơi, có Hồng, cái gì nhái có Hồng ơi, mày làm gì mà chưa thấy người thấy tiếng làm la sầm vậy? Có ai về ngoài đó? Cái gì vậy? Cô có vậy không à? Sao con tới kể chuyện cho cô nghe á. Chuyện gì cô nghe chuyện tình sử của ba Lít hôm qua chưa? Đầu trên sớm với ai mà không biết. Hồi sáng con đi gặp cha Hưng, con hỏi nó đi đâu, nó kêu nó lên nhà nhỏ Mộng á lấy chiếc xe cho ba Lít. Mà con thắc mắc tại sao ba Lít không đi lấy mà kêu nhỏ Hưng đi ta? Con nghĩ sao vậy?
cái thân nó còn đi không nổi, hỏi cái xe. Nhưng mà chắc là tại vì mắc cỡ quá, Kiều Ngân nó dùng hết. Nó vô rồi. Ê, ba lít, nó nghe nè. Mày khỏi chút xíu coi. Kêu ai vậy? Tao kêu ba lít, mày không nghe hả? Mày chưa tỉnh đủ nữa hả? Hỏi lẹ đi. Ê, hôm qua vui không? Vui sao không vui? Nhân vật quan trọng mà. Chưa có thấy người cha vợ nào mà thương cái thằng con rể còn hơn là con ruột của mình nữa. Từ đây trở về sau nha, con đã trở thành bạn nhậu chí cốt của Tía Mười Độ. Tía ơi, ba lít qua Tía ơi. Ý, người trong nhà không mà. Tía ơi, Tía ồ. Dạ thưa Tía, con mới qua. Dạ, Tía, con có mang chai rượu qua. Tía con mình nhậu tiếp, he Tía. Không. Là sao? Ngồi Tía. Ôi, cái chai rượu con đem qua Tía uống hết. Giờ tới chai rượu Tía mang ra Tía cũng uống hết luôn. Con chưa uống được gì hết trơn á. Mình vậy, nói vậy mà nói mình uống nhiều. Thiệt là không biết ai uống nhiều hơn ai à. Mộng ơi. Ui, mày kêu nó làm gì? Kêu ra mua cho con lít rượu. Tía kêu Mộng ra mua giùm con đi. Ui, nó đi sinh nhật nó phụ dọn dẹp nó chưa có gì à. Thôi, uống hết nhiêu đây nghỉ về được rồi con. Uống rồi say á, về không có được á. Thằng ba lít này nè, từ đó giờ nhậu là về tới nhà liền, chưa bao giờ say. Ừ, giờ chưa say mà không về, hồi nữa nhậu say thì sao về? Hả? Được rồi, không biết ai sai nè. Đế. Gì? Gì? Đi mua cho con hết. Đông vô đây nè. Chai này luôn. Con uống cho Tía rồi, thử có sai không? Đi mua giùm con ơi. Ở đây không có bán rượu con ơi. Được rồi. Về nghe con. Về. Dạ, bye bye Tía ruột. Con về. Con về. Nè 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 nè, trẻ. Được rồi, con. Con về được không? Tỉnh tỉnh. Rồi, tỉnh. Rồi, dạ, rồi, con về đi. Về đi con. Tía con mình nhậu tiếp hả Tía? Mai qua nhậu tiếp. Ôi con không về đâu. Con ở đây việc nào gặp Mộng rồi con mới về. Tía. Ở
Ông ấy giờ tía gả Mộng như con đi. Con thương Mộng quá. Nè tía, thương tía, thương Mộng. Ôi. Rên dữ kiểu này bà con đi qua đi lại nhìn vô người ta cười thúi mặt. Trời ơi. Ăn nhậu chi không biết. Không có tía con gì ở đây hết mày. Từ đây á, ta cấm mày gọi tao bằng tía nha. Tía ơi, tía gả Mộng cho con thì con phải gọi tía bằng tía. Chứ không lẽ gọi bằng gì hả tía? Dạ, không có gái gì hết. Thà là tao để cho con Mộng nó ế, chứ không gả cho cái sành rượu chè me biết lầy lội như mày nha. Tía, mày đi khỏi nhà tao, đi ra. Tía, tía ơi, con có cái gì sai á tía. Tía đi ra. Cà phê mà khách vô hỏi đi đâu đây. Thiệt là cho một ly đi. U kỹ hang. Trời, giờ này mà u cho kỹ chắc thức tới sáng à. Cho một ly chanh muối đi. Trời, được rồi, đợi chút nha. Ừ. Ủa anh ba? Trời đất ơi anh Vũ. Sẵn dịp anh qua chơi để em lấy thêm cái chén mà nó lại ăn cơm luôn nha. Rồi thôi cảm ơn. Hồi chiều giờ có ăn cái gì đâu mà đói. Anh Vũ. Hả? Cái mâm cơm này anh Vũ nấu đó hả? Đúng rồi. Quỷ thần ơi. Tại vì ở bển ăn cơm một mình buồn cho nên qua đây ăn chung cho vui. Wow. Quý hoa hoa luôn nè. Nè. À. Chanh của anh ba. Rồi, cảm ơn cô Hồng nha. Cô Hồng. Ừ. Bước sang năm mới an khang thịnh vượng rồi đó nha. Thần thầy gõ cửa rồi đó. Bữa hổm á, qua pha phụ cà phê. Bữa nay vô bếp là mổ xin luôn phải không? Vậy là phải giữ kỹ phải không anh? Đúng rồi. Ta nói bí quyết là phải biết quý. Cái này không phải người thường đâu. Anh ba giỡn quá à. Anh Vũ nè, mình đã coi mắt nhau kỹ lưỡng rồi. Bây giờ mình bỏ hàng rào thưa, đám hỏi đám cưới mình vòng một luôn. Để hai người giờ ở chung luôn đi cho nó ấm cúng. Anh này thiệt á, anh tính gì cái chuyện gì sớm dữ vậy không biết. Thánh thần thiên địa ơi, từng tuổi này mà còn sớm hả? Em à, anh ba anh vui tính lắm. Nhưng mà anh thấy anh nói đúng đó. Hay là mình cũng tính chuyện đám cưới luôn đi. Sao được. Lỡ còn con cái của anh nó không đồng ý thì tính làm sao? Em yên tâm đi, mấy đứa nhỏ của anh nó ngoan lắm, với lại nó rất là thương anh. Anh nghĩ tụi nó không bao giờ phản đối chuyện của tụi mình đâu. Để anh gọi điện thoại kêu tụi nó trên đó sắp xếp công chuyện đặng về quê, rồi anh nói chuyện của tụi mình cho tụi nó nghe luôn nha. Thôi biết rồi, sự có mặt ở đây nó hơi thừa phu. Anh ba đi về cho đôi trẻ nói chuyện nha. Anh này thiệt à. Ê ê ê, uống nước cho trả tiền kỳ quá. Nay vui quá rồi, tính thì nước kỳ lắm. Nhưng mà uống nước không trả tiền cũng kỳ lắm. Anh Vũ tính nhiều nhiên. Ông này thiệt à. Kệ ổng, em ghi sổ ổng. Ăn cơm đi. Ba, con mới về hả? Con nhìn đi, ba tính chọn chỗ này chụp hình cưới của ba đó. Ba đã lớn tuổi rồi, cưới xin gì nữa mà cưới. Con sao vậy?
ba cưới vợ thì có làm sao đâu. Với lại ba ở dưới quê có một mình à, có thêm một người để bầu bạn lúc tuổi già thì có gì là không tốt hả con? Nhưng mà ba đã lớn tuổi rồi, đuổi bạn bè đồng nghiệp của con họ biết chuyện á, họ sẽ cười nhạo với mặt con. Ý của con là ba đi bước nữa làm con mất mặt với mọi người đó hả? Đương nhiên rồi, còn bên nhà vợ con nữa, ba phải nghĩ cho hai vợ chồng con nữa chứ. Thôi ba hiểu rồi, con về lại Sài Gòn đi. Ý ba là sao? Ý của ba là chỉ muốn con về đây nói cho con biết chuyện thôi, chứ không phải là hỏi ý kiến của con. Còn chuyện này ba sẽ làm theo ý của ba. Ba nói là ba hiểu rồi, ba còn tự muốn quyết định là sao? Nếu như con coi trọng cái nhìn thiên hạ hơn cái hạnh phúc của người ba này á, thì thôi ba con mình không còn chuyện gì để nói với nhau nữa hết á. Không được, mình phải tìm cách khác mới được. Em, có chuyện gì mà em kêu anh qua giờ này vậy? Mình chia tay đi. Em nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi không muốn quen anh nữa. Nhưng mà tại sao? Có chuyện gì với em hả? Tôi chỉ nói anh đừng có làm phiền tôi nữa. Sao tự nhiên thay đổi 180 độ vậy? Mới ngày hôm qua em còn bình thường mà. Hay là anh đã làm gì sai với em đến mức mà em phải đòi chia tay vậy? Anh còn nhớ anh đã từng nói là sau này tôi muốn sao anh cũng không có nói gì hết. Bây giờ tôi muốn vậy đó, anh cũng không nên ý kiến gì hết. Không được, không được. Nhưng mà em phải cho anh biết lý do chứ. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Tôi nói anh đi về đi. Sao tự nhiên đang yên đang lành vậy rồi chia tay? Tôi thấy suốt thời gian mà cô Hồng quen với chú, thấy cô vui vẻ lắm mà. Thiệt sự em cũng không biết tại sao nữa chị hai. Không biết sao thì bây giờ chú phải chạy đi kiếm cổ hỏi thử còn sao, chứ bây giờ ngồi đây làm chi. Chú đã ghé quán cà phê của cổ chưa? Có rồi, nhưng mà ủa, em định đi đâu mà đóng cửa quán vậy? Tôi thích thì tôi đóng thôi. Anh đi về đi. Anh không hiểu tại sao tự nhiên em lại đùng đùng đòi chia tay anh vậy. Anh không hiểu gì luôn á. Có chuyện gì em phải nói rõ ràng với anh một tiếng chứ. Tôi với anh đã nói tiếng chia tay rồi, đường ai nấy đi, cần gì phải hiểu nữa. Rồi khi nào em mở quán lại? Chừng nào anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Diễm Hồng, chị hai, chị coi có cách nào hay thì chị giúp em đi. Tôi cũng đang nghĩ mà chưa có cách nào hết nè. Bà Hồng là thiệt, tự nhiên thay đổi 360 độ là sao? Bà nói chuyện với cổ một lần nữa thử coi sao.
Tôi nữa hả? Thì chứ ai giờ, bà đàn bà nói chuyện dễ hiểu hơn, không lẽ tôi. Ráng giúp em lần này đi, chứ cậu cứ tránh né em suốt như vậy, em không còn cách nào khác hết á, chị giúp em nha. Chị hai kêu em qua đây có chuyện gì không vậy? Uống miếng nước đi. Dạ. Cảm ơn chị. Chắc là khóc nhiều lắm phải không? Nhìn hai con mắt sưng hết rồi kìa. Dạ đâu có. Em đâu có khóc gì đâu. Chắc là bụi á. Em đi đó qua đây bụi vô mắt em á chị. Đừng có giấu tôi nữa. Tôi nhìn á là tôi biết liền hả? Bộ cô với chú Vũ có chuyện gì phải không? Sao đang yên đang lành đòi chia tay nữa vậy? Chị kêu em qua đây hỏi chuyện này đó hả? Em nghĩ mọi chuyện tùy duyên thôi chị. Duyên phận tới đâu á thì mình hay tới đó. Mình có muốn cô không được. Thôi đừng có nói cái chuyện duyên phận với tôi. Giờ nói nghe thử coi là cái chuyện gì mà sao tự nhiên chia tay chú vậy? Em nói chị hai nghe. Chị hai đừng nói ai nghe. Cũng đừng nói cho anh Vũ anh nghe. Anh buồn nha chị. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Chuyện vậy uống cà phê hả cậu? Ngồi đi. Cậu uống gì? Cho con một ly cà phê. À, đợi chút nha. Bà này phải chơi chiêu đánh đòn tâm lý thì mới được. Cà phê của cậu nè. Con là con trai của ông Vũ. À, vậy hả? Con có nghe ba con kể về chuyện của ba con với cô rồi. À. Con muốn nhờ cô giúp con một việc. À, được chứ. Con cứ nói đi. Cô giúp được là cô sẵn lòng à. 10 việc còn được chứ đừng nói một việc. Chỉ cần một việc thôi là đủ rồi. À... cô chia tay với ba của con đi. Tại sao vậy? Cô với ba của con đã lớn tuổi rồi, đã ở không tới tuổi này rồi, giờ lại còn yêu đương cưới xin làm cái gì? Người ta nói tới nói lui, cô mất mặt hay sao? Cái gì á, nó cũng có cái giá của nó hết. Ba con á, vốn dĩ chỉ yêu mẹ con thôi, chỉ vì một chút chống vắng mà tìm tới cô, chứ ông không có yêu đương gì cô đâu. Con cảnh báo cho cô vậy đó. Con về, cô hãy suy nghĩ kỹ. Ổng đào hoa lắm đó. Cô Hồng. Lại là cậu hả? Lần này tôi về đây là để ngăn cản, nên không dễ dàng bỏ đi như vậy được. Tôi là người sống lương thiện, làm ăn đàng hoàng chân chất. Tôi với ba cậu yêu thương nhau thật lòng, tại sao cậu lại ngăn cản chứ? Có thật như vậy không? Cô yêu ba tôi hay cô yêu tài sản của ông ấy? Cậu, cậu ăn nói cẩn thận chút nha. Chứ không phải hả? Cô với ba của tôi đầu đã hai thứ tóc, làm gì có chuyện yêu đương chính đáng nữa. Thứ nhất, tôi nói cho cậu biết, cái chuyện tình cảm không phải là chỉ giới trẻ mới biết yêu đương, tuổi nào cũng có thể được hết.
cậu có ăn có học mà cậu không hiểu biết gì hết trơn. Thứ hai, tôi không muốn nói chuyện với người hỗn hào như cậu. Cậu đi đi. Cô Hồng, tôi nói cho cô hay rồi đó, vì ba của tôi không chịu chia tay với cô nên cô hãy chủ động chia tay trước, đừng để thiên hạ dòm ngó gia đình tôi. Nếu cô là người hiểu chuyện được như vậy á, tôi sẽ mang ơn cô suốt đời. Em thấy con của ảnh nói cũng đúng đó chị. Trời ơi, vậy là cái chuyện hồi trước tôi làm công tác tâm lý cho cô coi như là công cốc luôn rồi đó hả? Thôi, kệ con của chú đi. Nó có cuộc sống riêng của nó. Còn cô chú có cuộc sống riêng của mình. Chứ đâu có phải vì nó đâu mà cô lại làm tình làm tội chú Vũ. Tội nghiệp người ta chứ. Nhưng em không muốn vì mình mà hai cha con lại sức mẻ tình cảm rồi cãi nhau đó chị. Quan trọng á là chú Vũ chịu xích mích vì cô. Chú Vũ á muốn bảo vệ cô. Chú Vũ thương cô hết lòng vậy còn gì nữa. Tội nghiệp, bây giờ ngã bệnh luôn rồi kìa. Hả? Chị nói anh Vũ anh bệnh hả chị? Anh bệnh sao vậy chị? Trời ơi, bệnh dữ lắm. Đang sốt á, sốt cao nữa đó. Mà không sốt làm sao được. Cô nghĩ coi, ngày nào cũng qua bên quán cô mà đứng ở ngoài đâu có dám vô. Đó, rồi mà đứng từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về. Trúng nắng, trúng gió, trúng mưa. Đó, vừa nằm luôn rồi kìa. Đợi em chút nha. Rồi đi đâu hả? Em về em pha ly nước chanh, chanh nước nóng mật ong đó chị. Rồi em đem qua chị chăm, chị cho anh uống giùm em nha. Ôi thôi, quan trọng á là chú Vũ cần có cô, cần cô bên cạnh chăm sóc kìa. Nhưng mà ảnh có con ảnh lo rồi, cần chi đến em đó chị. Trời ơi, Linh nó về Sài Gòn rồi. Mà nói nghe nè, con chăm cha làm sao bằng bà chăm ông. Trời ơi, nè, anh cần lấy cái gì em lấy cho. Anh cứ tưởng anh có chết em cũng không quan tâm tới nữa. Có tầm bậy tầm bạ không à. Bệnh hoạn không được nói nữa. Im lặng đi. Cháo cho ăn nè. Cháo hành Diễm Hồng là ngon nhất đó. Nè ăn đi nè. Để một chút xíu nữa đó, em xuống em lấy cái chanh hấp gừng á, hấp mật á, chị Hai chị đang hấp á. Để em xuống em lấy rồi về lát ngập hết ho liền à. Nha. Nếu này em xuống em lấy liền nha. Em xuống em lấy cái nha. Ôi trời ơi, tay em còn nóng lắm. Em đừng đi. Cậu Kiếm Ai, cho con hỏi đây có phải là nhà chú Hai Lúa không? Đúng rồi. Cậu Kiếm ổng có chuyện gì không? Dạ con không kiếm chú Hai. Em đừng bỏ anh nữa nha. Nghe. Hết bệnh đi rồi hắn nói.
anh đừng có cái kiểu năn nỉ như hồi còn con nít nữa. Nè, ăn đi. Tình cảm đâu có phân biệt tuổi tác đâu em. Nhưng mà rõ ràng em rất thương yêu anh mà. Sao? Tại sao vì người khác mà em phải đối xử với bản thân mình như vậy? Hả? Đó không phải là người khác, nó là con của anh. Nghe cô Hồng nói là cậu đã cản hai người rồi, cậu còn về đây làm chi nữa? Dạ, con giận nên mới lên Sài Gòn, nhưng trong lòng không thấy yên nên về lại để tiện bề chăm sóc ba. Chú Vũ á, ông tức cảnh sanh tình mới đâm ra vậy, chứ có đau ốm bệnh hoạn gì đâu. Cậu cũng thấy rồi đó, chú Vũ ông cần á là cần tình cảm của cô Hồng. Nhưng mà cậu nghĩ cô Hồng tham tiền, tham của nhà cậu mới thương ba cậu. Cậu nghĩ vậy là sai rồi đó. Trời đất ơi, cô Hồng á, cổ cũng đâu có nghèo khổ gì đâu. Cổ có quán cà phê bự tổ bố đó, cổ cũng có tiền nhất nhì ở cái xứ xẻo lá này chứ. Đâu có cần tiền bạc gì gia đình cậu đâu. Cổ cần á là cần tình cảm của ba cậu á. Con ngồi đi cô Hồng. Ngồi đi cô. Dạ. Ngồi chú. Chú Vũ à. Ba, cô Hồng. Cô không cần thứ cô cãi về gia đình con hết đó. Cái cô cần á là cô cần ở gần ba con thôi. Thôi, mấy người đây tự nhiên nói chuyện nha. Tôi vô trong nằm nghỉ chút. Sáng giờ đứng cũng mệt quá. Thôi tôi cũng phải đi nấu cơm đây. Em cảm ơn anh chị Hai. Ba tin là ở dưới suối vàng, má của con sẽ đồng ý cho ba có người để bầu bạn. Cô Hồng là người bạn tâm giao của ba lúc còn đi học. Hôm nay có duyên gặp lại, ba muốn làm bạn với cô ấy đến cuối cuộc đời này. Ba, thấy cô Hồng chăm sóc ba như vậy á, con cảm thấy hổ thẹn. Con đã biết con nghĩ bậy rồi. Con xin lỗi ba. Con hổ thẹn với chính lương tâm của con, hay là con hổ thẹn với xã hội bên ngoài kia? Không có con. Thôi. Hai cha con đừng có tranh cãi nữa. Linh nè, con yên tâm đi. Cô hứa cô sẽ chăm sóc cho ba con suốt đời. Con yên tâm đừng có lo lắng nữa nha. Con xin lỗi cô, con đã sai rồi. Mấy bữa trước con có nói gì quá đáng, cô tha lỗi cho con. Giờ thì con mới hiểu câu con chăm cha không bằng bà chăm ông là như thế nào rồi. Ba với cô Hồng á, tha lỗi cho con nha. Con nói như vậy ba còn nghe được đó. Con ở xa, ba con ở một mình, cô Hồng chăm sóc ba con giùm con nha. Con cảm ơn cô Hồng. Yên tâm đi. Mấy hôm qua đi quay về tới 1 giờ sáng. Vừa về tới nhà đặt lưng được chút xíu rồi ấy tới ấy la làng sùm lên hết. Trời ơi,
Người ta kêu là anh ơi anh à, dịu dàng ngọt ngào như vậy đó. Vậy mà nói là người ta la sầm. Xưng hô gì bình thường được rồi, có gì đâu. Đâu có được. Hồi nãy tôi vô á, tôi thấy có mấy người dòm ngó dữ lắm. Phải kêu bằng anh mới được chứ. Trời ơi, tôi không ngờ Ái diễn sâu đến mức độ đó luôn. Từ hồi hai đứa mình công khai quen nhau tới giờ á, chưa có một tấm hình nào chụp chung hết trơn á. Riết rồi người ta nói là tôi là bình phong của Long á. Tôi thấy người ta nói đúng nha bộ. Trời đất ơi Long. Thôi giỡn á. Mà mấy sáng sớm thằng Đông qua kiếm tôi có chuyện gì không? Thôi đi, chải răng rửa mặt nhanh lên đi, để đây tôi nói cho nghe. Đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên, không thôi tôi đi về đó. Trời ơi, mới sáng sớm. Ngưng được chưa? Ừ, được rồi. Để tôi đăng hình lên mạng cái đã. Tôi không ngờ trình độ sống ảo của Ái càng ngày càng tăng cao đó nha. Tôi làm vậy là tốt cho Long mà. Ở đó mà cằn nhằn. Thôi đi. Ủa, đi đâu á? Thì bây giờ xong rồi thì về. Về cái gì? Công tình ra đây rồi á thì tập thể dục luôn đi. Cả một cái bụng mỡ đây nè. Tập thì tập. Bà thấy chưa? Nhìn cũng đẹp đôi quá hả con? Dạ. Mà má, con bé này cũng là Duy nha. Mà nổi tiếng hơn Tám mình nữa. Vậy mà thích Tám. Tám hay thiệt nha. Để má gọi tía bay ổng mừng. Dạ. Con gọi ổng đi. Thôi má gọi đi. Thôi con gọi đi. Thôi má gọi đi. Mày gọi đi chứ má gọi cái gì? Con gọi tí chửi con làm sao? Bởi vậy tao đâu có ngu. Trời ơi. Thôi má gọi đi. Chồng má chứ đâu phải chồng con đâu. Thôi mày gọi đi. Mày con ổng chứ đâu phải tao con ổng đâu. Gọi đi. Vợ con đi. À anh nghe vợ. Anh nói anh mua đồ ăn cho em. Mà anh đi mấy tiếng rồi chưa về nữa. Chích chà. Anh quên. Để đi liền. Anh đi liền. Má ơi, cò con nó đói, con chạy đi mua đồ ăn cho cò con nghe. Thằng cuối cùng nó cũng lật kèo mình. Ai đó, vô đi. Hello. Ủa, Như Ái đi đâu vậy? Tôi đi chơi. Đi chơi ở đâu? Tôi đi về quê với ông. Thôi đi cô, ở Sài Gòn đi cho tôi nhờ. Chắc ông cấm được tôi. Cảm ơn Như Ái, trong suốt thời gian vừa qua đã tận tình giúp đỡ tôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, tôi không muốn làm phiền Như Ái nữa. Tôi có thấy phiền gì đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi với Như Ái đừng xuất hiện chung với nhau nữa. Lúc đó truyền thông, báo chí, họ sẽ nghĩ là hai đứa mình chia tay rồi. Tôi đổi ý rồi. Hả? Tôi đổi ý rồi. Là sao? Tôi thích Long. Tôi Như Ái kể từ ngày hôm nay chính thức theo đuổi Thanh Long. Khùng quá. Sao được? Khùng gì? Nam thanh nữ tú đến với nhau là chuyện bình thường. Ông phải vui vì điều đó chứ. Nhưng mà tôi... Thank you.
Nhai nhai nhai. Anh Tèo. Em đâu ạ? À? Dạ em đi chợ. Đi chợ hả? Ừ. Nghe anh Tèo dặn nè, ra ngoài chợ có nghe cái gì cũng phải bình tĩnh nghe không? Nghe cái gì là nghe cái gì anh Tèo? Thì nghe mấy bà ngoài chợ đồn. Đồn? Ừ. Ủa mà đồn gì? Thì mấy bà đồn vụ tấm tàn á. Đồn vụ tấm tàn sao? Thì mấy bà đồn tấm tàn. Đồn sao? Đồn. Mệt anh Tèo kìa, anh Tèo nói đại đi, đừng có ba uống nữa. Tấm tàn quen với diễn viên Như Ái đó. Cái mấy bà ngoài chợ nói tấm tàn với diễn viên Như Ái bắt tay nhau tạo scandal đang nổi tiếng gì đó. Ai mà đùng bậy đùng bạ vẫn biết nữa. Nhảy. Nhảy. Dạ. Em trong gia đình á, em biết tấm tàn nó có bóng thiệt không? Anh Tèo muốn biết không? Muốn. Tối nay á, anh Tèo qua bển anh Tèo rình đi rồi Tèo biết. Em làm với anh nhiều chuyện lắm vậy nhái. Cứ anh rình. Thiệt tình luôn, người ta đùng bậy đùng bạ mà anh cũng nghe nữa, anh còn hỏi em nữa. Mà thôi, em cảm ơn anh Tèo nha. Em đi chợ đây. Ờ. Ê, có bóng thiệt không? Em chồng em đó nha. Ờ, đi đi, không hỏi nữa đâu. Cái điệu này là bao che cho người nhà chống đau trứng. Câu chuyện của tôi Ái không có hiểu được đâu. Tôi biết cái quan trọng là được rồi. Nhưng mà cái chuyện này cho tới ngày hôm nay không ai chấp nhận được hết. Chuyện đó là chuyện gì? Nói chung là tôi với Như Ái không đến được với nhau đâu. Tại sao chứ? Tại vì cái câu chuyện của tôi trước đây á là nó... Ờ thôi thôi, cái gì mà khó quá cho nó qua bên đi. Giờ ông đi với tôi. Đi đâu? Đi đi, biết. Dạo này em với Như Ái á, tình cảm quá ha. Cũng thường thôi chị. Tám, chị hỏi này nè. Em quen Như Ái vậy á, rồi cổ có biết giới tính thiệt của em chưa? Giới tính thiệt của em? Sao nay tự nhiên chị lại hỏi chuyện đó? Ừ thì thôi mệt quá, chị nói cho chú nghe nè. Ở dưới đây á, người ta đồn rần rần chuyện của chú á. Giờ chị không biết phải trả lời sao cho đặng luôn á. Chị Bảy à, chị đừng quan tâm thiên hạ nói gì hết. Em sẽ sớm cho mọi người câu trả lời chính xác. Chị và gia đình đừng lo lắng cho em nha. Mai mốt em về rồi mình nói chuyện nha chị. Dạ, thôi nha chị. Con đường đường là một diễn viên có tiếng, mình sao lại đi quen với một thằng nửa nạt nửa mỡ như vậy được? Ai nói ba vậy? Trên mạng đưa tin tùm lum kìa. Ba à, đó là chuyện của ngày xưa. Cái thời còn trẻ đâu có biết mình muốn gì, cho nên mới vậy thôi. Trẻ sao thì lớn như vậy. Ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính có giờ con không nghe hả? Con nói ba rồi mà. Hồi nhỏ khác, lớn lên khác. Con tin là Thanh Long không phải như vậy. Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú vậy cho con rồi hả? Bùa mê thuốc lú gì ba? Là con của anh trước mà. Trời ơi, lại có vậy nữa hả? Mày không thương ba hả con? Ba, thương ba thì con thương ba nhiều chứ. Nếu thương ba thì con đừng có dính với nó nữa. Nhưng mà chuyện này thì không được. Con đã quyết định rồi. Con thích Thanh Long.
con và ảnh sẽ thành một đôi sớm thôi. À, chuyện tình cảm của con á, ba để con tự quyết định nha ba. Bây giờ con mệt rồi, con lên nghỉ trước đây. Như ai? Như ai? Con với cái có sao không? Dạ. Như ấy có đau lắm không? Thôi đi, lúc đỡ về. Tim mình lúc đó đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn là sao? Nhưng mà trước đây thì sao? Mình là ai đây? Thiêm Hai, vụ gì vậy? Sao nhà Thiêm có khách, Thiêm còn ở đây? Khách nào? Con đâu biết, con cái chú đó hỏi thăm nhà Thiêm á. Ai? Con thấy cái ông đó giống như trên Sài Gòn vậy nha, ông gấp dữ lắm luôn. Ai vậy cả? Lên xe chở về nhà cho lẹ nè. Nhanh lên, con biết con có khách nào. Đây 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 đây. Chào anh. Ủa, anh kiếm ai vậy? À, tôi kiếm anh chị Hai Lúa đó. Tôi là vợ Hai Lúa nè. Anh kiếm có chuyện gì không? Vậy thì tốt rồi. Chào chị. Tôi cần nói về Thanh Long nhà chị. Mời anh vô nhà. Tại sao mấy này tránh mặt tôi? Tôi... Long lợi dụng tôi xong rồi, Long có ý đồ chối bỏ trách nhiệm đúng không? Như gái à, nhỏ nhỏ tiếng đi. Ở đây á, có người ta đi ngang, nhìn thấy kỳ lắm. Tôi cứ nói cho cả thiên hạ nghe vậy đó. Thanh Long vô tâm, chia tay bạn gái tin đồn. Như gái, thật sự là ái không hiểu được chuyện gì đâu. Nói chung là tôi với ái không đến với nhau được. Tại sao? Trừ khi á là Long có người yêu rồi tôi mới từ bỏ thôi. Tôi chưa có người yêu. Nhưng mà thật sự á, đừng nói thêm gì nữa hết á. Tôi biết mà, ai á cũng có một thời nông nổi hết. Tại vì Long theo bạn bè á nên mới có suy nghĩ lệch lạc như vậy thôi. Chứ tôi thấy Long đàn ông mà. Long cứ suy nghĩ kỹ đi rồi sẽ thấy tôi nói đúng. Đó, tôi nói thẳng với chị giờ đó. Con gái tôi đường đường là một tiểu thư đại cát mà đi quen với thằng Thanh Long á, coi sao được. Anh nghĩ sao? Anh nói sao mà thằng Thanh Long nhà tôi anh coi không được? Ai mà không biết nó là bóng. Nè, anh vừa phải thôi nghe. Nãy giờ là tôi tiếp chuyện với anh là lịch sự đó. Anh đừng có nói chuyện ngang ngược kiểu đó. Con trai tôi biết nó. Trước đây á thì con tôi nó hơi yếu đuối một chút, nhưng mà bây giờ á nó là đàn ông đàng hoàng, phải không Tèo? Đúng rồi. Chị nói vậy là sai rồi. Càng ngày nó sẽ càng lộ ra chuyện giới tính á, thì á ở trên thành phố đầy hết trơn á.
Nhưng mà con tôi biết nó là trai tráng đàng hoàng. Vài bữa nữa nó cưới vợ, nó sanh con, cho tôi có cháu ẵm cháu bồng luôn đó cho anh biết. Được như vậy á thì tôi cũng mừng cho chị. Nhưng mà tôi nói thẳng á là tôi không muốn á con Như Ái nhà tôi á quen với một thằng á đàn ông không phải đàn ông mà đàn bà không phải đàn bà. Cái gì? Anh nói cái gì không phải đàn ông không phải đàn bà? Nè, tôi xin lỗi anh, tôi không thể tiếp chuyện được với anh nữa. Anh nói câu nào nghe cũng chói tai hết trơn á. Tôi mời anh về cho. Về thì về, chị không cần đuổi. Tôi xuống đây á chỉ nói cho gia đình chị biết. Đũa mốc mà trời mâm son. Anh nói cái gì? Trời ơi, thế mày. Chú làm ơn làm phước chú về em con cái đi. Lát mày cò nó hay chú xuống đây mà nói em nó như vậy hả? Nó qua nó mút chú luôn á. Về thì về. Hồi nãy mày chở tao vô á thì giờ mày chở tao ra bến xe đi. Thôi chú ơi, nãy con tưởng chú xuống đây chơi hay thăm bà con thì con chở chú. Giờ chú xuống đây chú nói bạn con vậy con nóng đỏ lỗ tai luôn á. Lát chở chú gượng nóng quá con lũi xuống ruộng làm sao? Ừ, thôi tao tự về. Tức thiệt chứ. Tánh Toàn, về quê liền cho má. Tại sao ba lại tự ý xuống nhà người ta như vậy? Con không chấm dứt với nó, ba lại xuống kiếm nó để yêu cầu nó chấm dứt với con. Ba quá đáng lắm ba biết không? Con đã nói với ba rồi, chuyện tình cảm của con á, ba hãy để cho con tự quyết định. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Tốt cho con? Tốt cho con mà ba độc đoán với con như vậy hả? Con lớn rồi, con biết mình phải làm gì. Đường công danh con đang tiến triển, con lại quen với đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề. Rồi người ta sẽ bàn tán ra sao? Người ta nói con là không biết nhìn người. Rồi á, đường công danh con chấm hết á, là con có sợ không? Con không sợ gì hết. Sao con cứ binh nó hoài vậy? Ba à, từ trước tới giờ bất kỳ chuyện gì con cũng nghe lời ba hết. Nhưng chuyện này con không nghe theo lời ba được. Con... Ba bỏ cái tính độc đoán và cố chấp của mình đi. Chính vì cái tính đó mà mẹ mới bỏ đi đó. Đó, giờ chuyện nó sùm vậy đó. Tía con Như Ái xuống tận đây gặp má. Bây giờ con tính làm sao? Dạ, con xin lỗi má. Tám, bây giờ em sao? Em cũng không biết làm sao nữa. Nói gì kỳ vậy Tám? Con phải hiểu bản thân mình đang muốn cái gì chứ. Nói vậy làm sao được? Thiệt ra trước đây con là... Không có nói chuyện trước đây. Nói bây giờ đây nè. Bây giờ con tính làm sao? Phải quyết định để còn tính tương lai nữa. Tám, anh nói thiệt luôn đó nha. Em có làm sao đi nữa anh cũng chấp nhận. Nhưng mà bây giờ em lớn rồi, sự nghiệp thì em cũng đã có. Mình phải thể hiện rõ đi để cho người ta không nói ra nói vô nữa. Đúng rồi đó, anh Bảy mày nói đúng á. Má nói thiệt á là má cũng muốn có con dâu lắm. Nhưng mà nếu thiệt sự bay không muốn cưới vợ thì cũng không sao hết. Mà phải nói rõ ràng với người ta. Con phải nói như Như Ái để tía nó không có xuống đây kiếm chuyện với má như vậy nữa. Thôi thôi, bây giờ con đang rối trí lắm rồi, đừng có ai hỏi gì con nữa hết á. Ta Ái còn phải chịu thua Ái. Sao mà Long thắng được Ái? Nhưng mà thôi, không có nhân vị gì hết á. Ái đã qua với Long nhiều rồi, bây giờ Long phải lại với Ái, như vậy mới huề. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ. Ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi.
đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm. Alo, anh nghe nè. Như Ái hả? Long có chuyện muốn nói với Như Ái. Long nói đi. Long thích Ái. Hai bà chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi? Đâu, còn chuẩn bị gì đâu. Còn bà? Thì tôi cũng vậy á. Mọi chuyện anh Ba Giai lo hết. Anh không có cho tôi làm gì hết trơn á. Trời, coi bộ hai bà có phước quá ha. Có chồng lo hết trơn rồi. Mà nè, để tôi nói cho mà nghe. Mấy bà làm như vậy là đúng đó. Trong cái khoảng thời gian này nè, phải để mấy ổng lo cho mấy bà từ A tới Z. Bởi bà biết sao không? Bởi vì trong khoảng thời gian này á, mấy ổng á đang yêu thương và chiều chuộng mấy bà hết mực. Đúng, chính xác nha. Cái này là tôi biết á. Tôi nghe nói đó ha. Cái lúc mà hả chưa cưới á thì hả sai gì cũng làm chứ á. Nhiều khi bà không còn sai nha, tự nguyện làm, bà không cho làm giận, xong cưới rồi bà năn nỉ luôn, không làm là không. Ghê vậy hả? Ê bảy cò có vậy không? Hồi xưa hả, nói cái gì là làm cái đó liền à. Tới khi mà lấy nhau về rồi hả, ưng thì làm, còn không ưng hả, la mà muốn rát cái cổ họng cũng chịu làm nữa. Thì bởi vậy, muốn làm gì đó cho mấy ông làm, đừng dành, đừng ngay nấy gì hết trơn, mất công á. Còn nữa. Tiếp theo á, hai bà sẽ đón một sự thay đổi cực kỳ lớn trong cuộc sống của mình. Ai thay đổi? Trời ơi, là chồng của hai bà chứ ai nữa. Nhìn mặt là không biết rồi đúng không? Đây đây, tôi kể cho bà nghe. Nó có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là hai người á đang trong thời gian yêu với nhau á thì rất là lãng mạn và yêu thương lẫn nhau, nào là hả chiều nào cũng rủ nhau đi ăn cá viên chiên, bánh tráng trộn, trà sữa, đúng không? Nhưng không, lấy về đi rồi biết không có thấy mặt ở trong nhà. Đúng á. Biết sao không, bị đi gì á, là sáng á là đi công việc, chiều thì đi cà phê cà pháo, còn tối thì đi đâu mất tích không biết luôn. Đúng, tôi là đồng quan điểm với bà đó. Biết sao không, tôi chưa cưới thiệt, nhưng mà tôi đã chuẩn bị nguyên một cái cuốn bí kíp đầy nội quy và quy tắc ở trong đó. Cưới một cái là tôi áp dụng liền. Ghê, cuốn bí kíp ha. Ủa mà bà Mộng, cái cuốn bí kíp của bà ở đâu ra vậy? Tía tôi á. Trời ơi, tía tôi nói á là hả, tía tôi có nhiều kinh nghiệm dữ lắm. Tại vì hả, hồi đó cưới má tôi á, cái bắt đầu tía tôi hiểu, cho nên là giờ á truyền lại cho tôi hết. Ê, nói nghe nè, hồi nãy giờ nha, là tôi thấy á, tôi với bà nhái á, là còn có xíu kinh nghiệm. Có một mình bà á, đó, thấy ngồn thờ quá à. Còn ngon tôi cho. Thôi, tôi nghĩ á, vợ chồng là phải bình đẳng. Đừng có phân biệt ai trên cơ ai hết á. Trời ơi. Vậy thôi. Rồi bà cũng sẽ hối hận cho mà coi. Cũng gần tới ngày cưới rồi. Anh thấy nôn quá à. Em có nôn không? Em nôn chứ. Rồi sau khi cưới xong á, em muốn đi đâu để hưởng tuần trăng mật nè? Đi đâu cũng được. Vậy để anh tính coi. Mình đi Phú Quốc hay là Nha Trang thì sẽ tốt hơn ta? Mình đi chỗ nào rẻ rẻ thôi. Nếu không á là cưới xong sẽ ôm một đống nợ đó. Có sao đâu, đời người có một lần thôi mà, không có dính nợ được đâu. Nhưng mà nếu lỡ chẳng may có dính nợ thì anh cũng sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền trả nợ, miễn sao là em thấy vui và hạnh phúc được rồi. Anh không có muốn em bị thiệt thòi đâu. Em không có thấy bị thiệt thòi đâu mà. Thiệt hả? Anh tính vậy, hay là cưới xong á mình sinh một lúc 3-4 đứa luôn, cho vô nhà vô cửa hả?
Đương nhiên rồi, con nít ai mà không thích, nó dễ thương vậy mà. Không lẽ em không thích hả? À, thưa con, em thích lắm chứ. Lát nữa cô Hồng tìm cho con cái góc nào kín kín để lại cho mấy thằng con nha. Tụi con sẽ ngồi ở đó. Chi vậy? Ồ, đừng có nói là làm cái chuyện gì mờ ám, không muốn cho ai thấy nghe. Cái gì nhìn thấy vậy? Thì cái chuyện gì mà không có tốt á, sợ người ta thấy. Trời ơi, cô không có nghĩa lố lên không vậy? Tụi con là đàn ông, muốn hợp kính với nhau thôi. Làm quá, đặt hợp kính. Trời 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 trời, không làm lố sao được. Ở xẻo lá này á, cứ cách một thước thôi là có một bà tám rồi. Hỏi nghe cái gì con cái hả, là đi nhiều chuyện khắp sớm luôn. Mà ngộ thiệt, mấy cái người đó hình như là xin cái mỏ ra trước hay gì á. Tôi sợ là không những chị xóm biết không đâu, mà cả thế giới người ta biết luôn kìa. Nói làm sao vậy? Cái sợi lá có chút chéo à, làm gì cả thế giới biết được. Cô Hồng nghĩ sao vậy? Thời đại công nghệ mà, đăng lên mạng chút xíu kìa, cả thế giới biết rồi còn gì nữa. Ờ ha. Ủa, cái điện thoại tao đâu rồi ta? Ra, thấy chưa? Trời ơi, nhiều chuyện ở ngoài đời rồi, mà còn lên mạng nhiều chuyện nữa. Tao kiếm điện thoại gọi cho khách, mày cười quá à. Ủa, lại coi chưa tới hả? Chưa, nó nói cho heo ăn rồi ra. Ôi, chỗ kia coi bộ được á. Kín đáo, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ok, cô Hồng, lát nữa làm cho con 3 ly cà phê với 1 ly trà đá thiệt là bự ra góc ngoài đó đó. Có liền, yên tâm. Nhớ là đừng có cho ai vô trong đó nghe. Biết rồi, nỗi bất xuất, ngoại bất nhập. Nhiệm vụ đơn giản nhưng mà chút nữa có hoa hồng. Có lý nha, nhớ bôi nhiều nhiều nha, sáng giờ tao ế quá à. Còn á, vô trong đó gìn, quay phim lại, nghe lén là không có một đồng luôn. Ok. Chị Tâm, chị đi đâu mà khóc vậy? Mày, chị không sao hết á. Không sao sao khóc, khóc sưng mắt hết rồi kìa. Chị mới ra tòa ly hôn á. Trời đất ơi, sao ly hôn? Anh có con khác rồi, sao không ly hôn được em? Em thấy hai vợ chồng chị hạnh phúc lắm mà, sao lại có con khác là sao? Nói ra một phần á là lỗi do chị. Ổng có người khác á là lỗi của ổng, chứ sao chị lại tự trách mình? Nay nhà có chục năm mà chị đâu có đẻ cho anh được đứa con nào đâu. Bà con nói ra nói vô chắc anh cũng đản. Cái chuyện không sanh được con á thì đâu phải là lỗi của mình đâu, mình đâu có muốn vậy đâu. Vậy đó em, phụ nữ của mình á khổ vậy đó. Chị đi về. Ui, kìa. Ui, mày con. Trời ơi, hôm nay đi uống cà phê ngồi trong hốc mà tố kiếm gần chết luôn. Dạ thầy, nhìn coi bộ ngon rồi nha. Bảnh tỏn, săn chắc, đẹp trai ra. Đúng là trai có vợ, có khác. Nói cũng phải nổi chứ, từ lúc có vợ nha, trở nên con người á. Ủa, bộ nào giờ mày không phải con người hả? Tào lao,
Ý là nói là từ lúc có vợ không có vợ, vợ chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, thậm chí cái gì mà mình thích không là vợ biết hết luôn. Wow, đã vậy. Ừ. Thì bởi vậy mới hẹn ông ta để mà truyền lửa cho tụi tôi đây nè. À, hỏi kinh nghiệm bác. Đúng. Bây giờ là người lớn sẽ truyền đạt lại kinh nghiệm cho hai đứa nhỏ biết nha. Kinh nghiệm đó là gì? Đó là thời gian vàng. Wow. Thơm quá nè. Ủa, rồi cơm đâu? Em quên lấy cơm rồi, để em về lấy. Thôi khỏi đi. Anh ăn đồ ăn được rồi. Ăn vậy sao no? Không có sao mà. Tại anh đang trong thời kỳ giảm cân, để mặc đồ chú rể cho nó đẹp. Giỡn hoài. Thiệt mà. Nói chứ chút nữa mà đói á, anh ra ngoài kia mua bánh mì ăn cũng được. Em xin lỗi nha. Dạo này á, đầu óc em không hiểu sao mà cứ nhớ trước quên sau hoài à. Không sao đâu. Con người ta đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu. Anh nè, nhiều khi cũng quên trước quên sau vậy. Chị á, mới ra tòa ly hôn á. Trời đất ơi, sao ly hôn? Anh có con khác rồi, sao không ly hôn được em? Không sao đâu, anh ăn được mà. Ngon á. Anh bay dài nè. Ừ? Hay là mình khoan cưới nha. Sao vậy? Em cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng. Sao lại chưa sẵn sàng? Chuyện này mình đã tính với nhau rất lâu rồi mà. Hay là em còn lo lắng chuyện tiền bạc? Cũng một phần. Anh đã nói rồi mà, em cứ yên tâm đi. Chuyện tiền bạc anh sẽ lo. Kể từ bây giờ, em chỉ cần biết là em giữ gìn sức khỏe thiệt là tốt, để mà khi đám cưới mặc đồ cô dâu thiệt đẹp là được rồi. Không có sao đâu mà, anh lo được. Ê, mình kiếm chỗ kính kính đi bà. Chỗ nào? Ê, chỗ đó đó, bên đó đó. Được không? Chỗ kế nhà banh đó hả? Đúng rồi. Ừ, thiệt chứ trong đây là chỗ đó kính nhất á. Ừ, đi đi, đi. Từ thơ nha. Mệt ghê, nó có bầu chứ hơi bị gì đâu mà. Nhưng mà phải cẩn thận chứ. Ủa, bà Mai gần tới chưa? Trời ơi, nó điện muốn cháy cái máy luôn á, mà không bắt máy gì trơn. Con Mai thì thiệt tình luôn á, 10 lần như một mà lúc nào cũng đi trễ hết á. Hai cái đứa này có chuyện gì bí mật mà phải vô ngồi cái bàn kính thì kính mới nói chuyện được. Biết mũi kẹp á, kẹp lên chó đẹp. Ủa cô, hai đứa hôm nay có chuyện gì bí mật hả? À, sao vô đi ngồi kính đó vậy? Tụi con chỉ nói chuyện chơi thôi à. Nhưng mà tại sợ ồn ào quán của cô. Được à, coi như là mình biết nghĩ người khác sợ ồn ào phải không? Tốt tốt. Nhưng có tưởng có gì bí mật bật mí cho cô Hồng nghe. Trời ơi. Con không có là... Xin lỗi mấy bà nha, tụi tới trễ, tụi có hôn chuyện. Ủa chuyện gì vậy? Lúc nãy nè, đi ra khỏi nhà rồi mới nhớ là quên tắt cái bếp. Trời ơi, giật mình phải chạy vô nhà tắt, chứ thôi là khét cái nồi rồi. Trời ơi. Hèn đét ơi, Mai ơi là Mai. Cái đầu óc mà để ở đâu vậy? Rồi lỡ bữa nữa cháy nhà luôn sao? Ờ, tôi cũng hiểu sao đầu óc tôi dạo này kỳ quá. Dạ, con chào cô. Ê, mấy bà uống gì chưa? Chưa. Uống gì? Cho con ly dầu đá đi. Cho con ly nước cam. Cho con ly trái dừa đi. Đợi cô chút nghe. Dạ. Nhớ chút bật mí nha. Dạ. Ê,
Nói nghe nè, nãy giờ tính nói mà chưa kịp nói, nay nhịn mặt bà kỳ lắm á. Kỳ là sao? Đâu có. Sao không? Nhảy nhảy, bà nhìn thử coi. Trời đất ơi, hai con mắt đây như là mắt con gấu trúc mà kêu là không có gì. À, cứ như thiếu ngủ á. Cái mặt hốc hác kìa. Ừ. Thì mấy bữa nay tôi ngủ không có được, cứ nhắm mắt lại là gặp ác mộng à. Trời ơi, chết rồi, tôi nói không có được đâu nha. Gần tới ngày cưới rồi, bà phải giữ nhan sắc, giữ sức khỏe, để không thôi tới ngày cưới lỡ có chuyện gì rồi sao? Chắc không có gì đâu. Cái chuyện này là bà phải báo cho ba giai, bà báo chưa? Chưa. Anh ba giai anh đã lo rất nhiều thứ rồi. Bây giờ tôi mà báo nữa, anh lại thêm chuyện phải lo. Nói chứ sao không nói? Nói đi, anh dẫn bà đi khám chứ bà cứ như vậy hoài à. Mai đi khám bệnh đi. Mà chưa hết đâu nha, tôi không chỉ mất ngủ mà dạo này tôi hay quên dữ lắm. Tôi cứ nhớ trước quên sau, rồi tôi bồn chồn lo lắng đủ thứ hết á. Ê bà Mộng, mà nghe anh Mai nói gì không? Nghe. Bà thấy cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu của cái bệnh gì? Bệnh của người già. Chính xác. Ngày mai đi khám liền cho tôi, để lâu là không ổn. Mai ơi, Mai có nhà không? Ủa, nháy qua chơi hả? Vô đây ngồi đi. Bà, sao rồi bà? Đi khám bác sĩ chưa? Khám rồi. Rồi bác sĩ nói sao? Khủng hoảng tiền hôn nhân. Khủng hoảng tiền hôn nhân? Ừ. Cái bệnh gì mà nghe ngộ vậy bà? Bác sĩ nói bệnh này là do lo lắng quá mà ra đó. Trời đất ơi, sao mà lo lắng suy nghĩ dữ vậy? Thiệt tình á. Rồi có cách chữa không? Thì bác sĩ có cho thuốc về uống nè. Nhưng mà bệnh này bác sĩ nói là do tâm lý gây ra. Tâm lý gây ra hả? Ừ. Vậy thì tâm bệnh á, phải chữa bằng tâm dược mới được. Trời ơi, có chuyện đó luôn hả? Lần đầu tao mới nghe đó nha. Lần đầu con mới biết luôn á. Có chắc vậy không? Trời ơi, chính tai con nghe rõ ràng mà. Nghĩ lại thấy cũng đúng á. Tại dạo này con thấy Mai hay lo lắng nè. Nói trước quên sau. Y chang như là lời bảy cò nói vậy. Còn có lần Mai còn kêu con là khoan hãy cưới nữa kìa. Trời ơi, dữ vậy luôn hả? Vậy là bệnh thiệt rồi đó. Bảy cò, giờ tôi phải làm sao? Hết chuyện khỏi tôi. Cô Hồng, con làm sao giờ? Làm sao, ai biết làm sao? À cô Hồng, cô Hồng cũng là phụ nữ á. Trước khi cưới, cô Hồng có bị khủng hoảng giống vậy không? Không, cô Hồng thấy nôn cơ mà. Ờ ha, con quên. Cô Hồng chờ cái ngày này biết bao nhiêu lâu rồi, làm gì khủng hoảng. Nếu mà có khủng hoảng là chú Vũ thôi. Ý vô duyên. Bà Giai, theo cô Hồng nghĩ á, cái bệnh của con Mai á, chỉ có con á là có thể chữa cho nó thôi. Biết đâu á, nó có gút mắt gì đó mà nó không nói được. Con thử đến gặp nó rồi mình tâm sự, mình hỏi han thử coi biết đâu nó nói ra, không? Đúng rồi, khó chỗ nào mình gỡ chỗ đó. Đúng rồi. Thank you.
Mai, có chuyện gì mà anh kêu em tới đây gấp vậy? Sao lại giấu anh? Em... Thôi, ngồi xuống đi. Nè, mai mốt á, đi đứng chậm chậm thôi. Làm gì mà chạy dữ vậy? Mồ hôi mồ kê không à? Tại em sợ anh chờ lâu, sốt ruột. Anh chờ em cả đời được mà. Còn bây giờ nói anh nghe, tại sao lại giấu anh? Em xin lỗi. Em sợ anh lo lắng. Em thấy anh đã lo lắng quá nhiều thứ rồi. Em không muốn anh lo lắng thêm nữa. Đó là trách nhiệm của anh. Còn bây giờ anh muốn biết đó, thực sự là em đang lo lắng chuyện gì? Nói anh nghe. Ta nói sau khi cưới xong tình cảm sẽ trở nên nguội lạnh, có người còn bị trầm cảm sau khi cưới nữa đó. Đúng là sau khi cưới xong á thì chuyện tình cảm của người ta sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, bởi vì lúc đó mình là vợ chồng rồi mà, đâu thể nào giống như là lúc mới yêu nữa. Nhưng mà anh hứa với em, tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi hết. Yên tâm chưa? Còn chuyện gì nữa nè? Còn chuyện sinh con. Cái chuyện sinh con là chuyện của ý trời. Mà nếu chẳng may mình không sinh được con thì mình nhận con về nuôi được mà hả? Miễn sao á là đến lúc đó em cảm thấy sống vui hạnh phúc là được rồi. Anh thật sự nghĩ vậy hả? Anh nghĩ vậy thiệt mà, tại anh chưa biết đó chứ. Có rất là nhiều người á sau khi cưới xong họ quyết định là không sinh con nữa kìa, nhưng mà cuộc sống của họ lúc nào cũng hạnh phúc hết á. Nè, mai mốt á, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói với anh, không được giấu giếm nghe chưa? Em biết rồi. Bụng hả? Đi, được rồi, đi. Để em từ từ, không có gì phải vội. Bây giờ để anh đem đồ ra xe trước, rồi anh vô anh dìu em đi. Từ từ, không gì vội vàng, không gì gấp, nghe chưa? À, hả? Trời ơi trời. Cái gì? Cái gì vậy? Đi đẻ. Ai đẻ? Thì em đẻ chứ ai? Em đẻ hồi nào? Ủa, sao chuẩn bị đồ đạc nè? Ông ơi là ông, tôi rảnh quá mà, tôi lấy đồ em bé này nè, tôi bỏ trong cái giỏ này nè. Bữa nữa mà tôi đau đẻ là anh vô anh xách cái giỏ đi thôi, anh khỏi quên gì hết. Chứ ai nói đẻ? Tại thấy đồ em bé tưởng đâu em đau bụng rồi xin anh. Lúc nào cũng vậy hết trơn á. Vậy anh phụ em à. Ủa anh,
Thằng Cóc có trên trường sao rồi? Trời ơi, mới vừa vô trường là nó chạy ào 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 vô chơi với bạn bè, nó quên anh luôn. Vậy hả? Ừ, nó ham đi học dễ sợ luôn nha. Vậy cũng đỡ. Bà, con nhà ấy gần tới nhà xanh chưa vậy? Mà sao nó mang bầu lâu như vậy rồi mà chưa thấy đẻ? Theo dự tính á thì đã lố nhiều ngày rồi, vậy mà chưa thấy cái dấu hiệu gì mà sanh nở. Nó mang bầu trước con gái bà Tám cả tháng luôn, mà cháu ngoại bà Tám bữa nay nó khóc que que mấy bữa rồi, mà con nhái vẫn im ru, chưa thấy động tĩnh gì hết trơn. Trời, có khi nào mà nó tính sai không cho nên nó mới lâu như vậy? Thì tôi cũng hỏi nó y như ông vậy đó, thì nó nói là bác sĩ dự đoán là đúng y như vậy đó, mà giờ tôi cũng không biết làm sao. Với lại tôi nghĩ nó cũng có sanh một lần rồi, thành ra làm sao mà nó tính sai được ông? Biết đâu lần này nó tính trời tính đất làm sao đó. Mấy ngày nay đó, bà phải thường xuyên bển, canh chừng nhỏ, canh nó đau bụng là bà kêu xe chở đi liền. Còn mấy con đi làm tối ngày, có mình nhỏ nhà, rủi mà nó đau bụng bất tử rồi không có ai ở nhà là không được à? Tôi biết rồi. Ừ. Lấy ly phê đá của Hồng ơi. Ơi, có tin gì chưa? Tin gì? Hai nhái á. Hai nhái sao? Thì mày có tin là nó có gì dấu hiệu gì xanh chưa? Chưa, con đâu nghe nói gì xanh đẻ đâu. Ủa mà cái vụ hai nhái xanh cô muốn biết, cô hỏi bị cò cho con chi? Thì tao thấy chuyện gì hỏi mày là biết hết à. Trời ơi, mà sao kỳ vậy ta? Theo như cô Hồng tính á, từng ngày từng giờ là hôm nay là cũng phải tới cử sanh rồi, mà sao kỳ quá vậy ta? Gì hả? À, sao vậy? Cô biết rồi. Sao sao? Đại bé nó chưa chịu ra. Bởi vậy mấy ngày hôm nay á, anh hai lúa anh qua đây uống cà phê, anh rầu dữ lắm. Ủa cô Hồng, buồn nhà chú hai có chuyện gì sao chú hai rầu vậy? Thì ba chuyện con cháu đó. Là sao? Thì tới ngày sanh rồi mà sao con nhái nó chưa đi sanh? Trời ơi, cái chuyện nó có gì đâu gậu. Sanh từ từ sanh, gấp gáp gì. Ví dụ nay không sanh thì mới sanh, mới không sanh mốt sanh, tháng này không sanh tháng sau sanh, có gì đâu. Mày không có biết gì hết trơn á. Chuyện người lớn mày cũng không biết được đâu. Cỡ tuổi chú hai á, bây giờ ông lớn tuổi rồi, mà cái tuổi đó không nói trước được đâu nha. Nhiều khi tối ngủ ha, sáng á không có dậy không chừng luôn đó. Có phải rầu không? Chết rồi, cô nói con mới để ý nghe. Giờ thí dụ lỡ xui xui mà chú hai ông đi bán muối trước khi thằng nhỏ ra đời, rồi mai mốt người ta làm đám dỗ, chú hai về hưởng hương hưởng qua, người đâu biết mặt đứa nào là đứa nào đâu. Thấy chưa, mày thấy tao lo đúng không? Tao có sai? Chết rồi, tự nhiên con gầu quá, gầu giùm chú hai á. Sao con nhái này á, nó không đi sanh đi, để cho anh hai anh mãn nguyện ta. Em sao rồi? Có thấy đau bụng gì không? Không có chút xíu gì của dấu hiệu sanh luôn hả? Con ơi, mau ra chào đời đi, ra đây để cho tía ẩm bồng dẫn con đi chơi, chứ con ở trong bụng má hoài quậy, má chịu sao nổi. Không, con không chịu đâu, con thích ở trong bụng của má hơn. Ở trong đây con được má yêu thương chăm sóc và đùm bọc con chứ tía. Con ra ngoài này đi, tía hứa tía sẽ đùm bọc con suốt cả cuộc đời luôn, giống như là má đang đùm bọc con vậy đó. Mà quan trọng hơn nha, tí sẽ thương con hơn má là gấp trăm ngàn lần luôn á. Nè, chưa gì hết nha,
mà em thấy anh là có mầm móng thiên vị ở đây rồi đó. Vậy là con nhái cũng vẫn chưa có dấu hiệu gì sanh nở hết hả con? Dạ chưa má. À, hồi sáng này nè, con gặp bà Bảy, rồi cái con cho bà Bảy quá trang, bà mới nói con vậy nè má. Cho tới bây giờ hai nhái vợ mày nó chưa có dấu hiệu sanh, tao nghi là nó bị chữa trâu đó nghe. Ủa, bị chữa trâu là sao bà Bảy? Thì con người ta đó mang thai là 9 tháng 10 ngày. Dạ đúng rồi. Còn con vợ của mày á, nó mang thai hoài, quá ngày quá tháng mà nó không chịu đẻ. Dạ. Thì cái thời gian nó mang thai á, gần bằng cái thời gian con trâu nó mang thai. Người ta gọi là chữa trâu đó. Ủa, mà sao bị chữa trâu bà Bảy? Thì trong thời gian có chữa đó, nó đi làm ruộng hay làm vườn gì đó, nó đạp nhầm cái lỗ chân trâu thì bị chữa trâu. Hay là nó đi đâu đó đó rồi gặp con trâu quất cái đuôi ngang bụng thì cũng là bị chữa trâu. Làm gì có. Trời ơi, thời buổi này kiếm một hai con trâu cũng hơi khó, nói chi là đi ngang bị trâu quất đuôi vô bụng. Thì ông bà của mình ngày xưa nói như vậy đó, bà Bảy kể cho bay nghe vậy thôi. Nhưng mà nói vậy là vợ con bị chữa trâu thiệt hả bà Bảy? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Mà nè, chữa trâu tới 12 tháng mới đẻ đó nghe. Dữ vậy? Đó là ít đó. Có người mang thai tới 24 tháng mới chịu đẻ đó. Trời! Bà Bảy bà nói vậy là cũng có lý đó. Rồi bà Bảy còn nói con nha, là tìm cái cách gì đi cho hai nhái nó đẻ, chứ để lâu quá là không có tốt cho em bé. Thì đúng rồi, mang thai á là phải sanh nở đúng ngày đúng tháng nó mới tốt, chứ còn sớm quá thì cũng không được, mà để trễ quá thì cũng không nên. Hôm là giờ má cũng có nghĩ tới cái chuyện chữa trâu đó. Ủa vậy hả má? Ừ, nhưng mà nghĩ để trong bụng thôi à, không có dám nói ra. Ủa sao vậy? Thì sợ nói ra rồi lỡ mà thiệt như vậy á thì khổ con dâu rồi khổ cháu mình. Rồi giờ lỡ mà vợ con nó bị chữa trâu vậy rồi giờ tính sao má? Dạ má mới qua. Ờ, nấu cơm hả con? Dạ con nấu cơm chờ chồng con về ăn luôn. Ờ. Hổm á, má có biểu con đi xin gạo về ăn cho mau đẻ, rồi con có mừng chưa? Dạ rồi má. Vậy rồi thấy sao? Thấy nó có đau bụng hay là dấu hiệu chuyển dạ gì không con? Hay là con chịu khó đi xin ăn thử một bữa nữa làm sao? Thôi má, xin đi cho nhiều. Bữa con xin nó nguyên bao này nè, ăn giờ còn tới nửa bao nữa nè. Xin gì nữa mà xin. Chàng ơi. Hả? Con xin chi mà nhiều dữ vậy? Rồi ai cho con vậy? Rồi con nói làm sao mà người ta cho tới bấy nhiêu lận? Dạ con nói như vậy nè. Ủa nhái? Dạ con chào cô. Con đi đâu mua gì? Dạ con không mua. Vậy chứ qua có chuyện gì? Dạ con sao? Con đi xin. Xin cái gì? Xin trời ơi, xin gì nói đại đi, làm gì mà mắc cỡ ngại ngùng cứ có xa lạ gì đâu. Cô cho con xin gạo đi cô. Trời đất ơi, có vậy con ấp á ấp úng làm như lạ lắm vậy. Hết gạo chưa kịp mua phải không? Ờ, dạ đúng rồi. Cô Hồng mới mua nhiều lắm nè, cô Hồng cho. Đợi chút xíu nghe. Dạ. Ái chà, nghe. Đây nè, bưng về đi. Ờ, nhiều vậy con? Ờ, không, con bưng không nổi, con bưng đồ nặng được á. Ờ,
quên. Quên. Vậy thôi con về đi. Lát nữa cô Hồng đi công chuyện ngang, cô Hồng đưa luôn cho nha. Cô Hồng đem cho con. Ừ. Kịp dạ. Mà kịp nấu cơm mà, không sao đâu. Về đi nha. Dạ con cảm ơn cô. Cô về á. Về đi, lát đem qua. Công nhận là cô Hồng có thương con thiệt á, nhưng mà thương không có đúng lúc. Cô là sao má? Má dặn nè, lần sau á mà con đi xin gạo ăn cho mau đẻ thì con nhớ mỗi nhà con chỉ xin một nắm vậy thôi nè. Đó. Nắm vậy? Ờ, mà con phải đi đủ 9 nhà. Tức là con xin được 9 nắm gạo như vậy nè. Rồi về, con bỏ vô, con nấu hết một lúc luôn. Đó, rồi con phải ăn hết cái phần cơm đó. Mà ăn một mình thôi nghe không? Không có cho thằng Bảy ăn á, không cho ai ăn hết á. Dạ. Ngày mai con đi xin gạo mới, con làm y như lời má dặn luôn. Mình phải làm đúng như lời ông bà xưa dạy á thì nó mới hiệu quả. Nhưng mà nếu chờ thấy không có kết quả thì mình lại phải tiếp tục tìm cách khác con à. Hả? Alo má. Alo. Bây giờ con mua bầu về rồi nè. Bây giờ con má con mình hành động nha má. Ủa mà má đâu rồi? Má đang tới nè, cúp máy đi, tới liền nè. Dạ. Hả? Bể bầu. Nhái ơi. Dạ. Nhái ơi, bầu con bể rồi. Bầu con bể. Cầu trời, khấn đất, giải tứ phương, giải tám hướng cho vợ con á, lận hai nhái, cho nó mau sinh để con có con được ẩm bầu. Dạ, vợ chồng con có lỗi lầm gì xin trời Phật tha lỗi cho. Con xin nguyện là con sẽ ăn chay một tháng nếu để tạ ơn trời Phật. Dạ. Mà quên, con đang ăn á, giữa chừng mà ngày nào con quên con ăn mặn á, xin trời Phật á, đừng bắt tội con, tháng sau con ăn bù lại, nhưng mà đừng bắt con ăn lại từ đầu, tội nghiệp con có ăn không nổi. Dạ. Cảm ơn trời Phật. Dạ. Cảm ơn trời Phật. Em gì cười? Anh cầu vậy á, không có trời Phật nào mà chứng cho anh hết á. Anh biết sao không? Anh gái trức quốc lắm. Thiệt. Anh nói thiệt luôn á, là bữa giờ ngày nào á anh cũng ra cầu khấn để cho em sớm đẻ, mà thấy có gì gọi là đau đâu. Cầu khấn thì cầu khấn, cũng phải từ từ chứ anh. Từ từ cái gì mà từ từ? Em biết là anh lo cho em lắm không? Đồng ý là anh lo cho em, nhưng mà anh khấn được á thì ở ngoài kia hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người cũng đang khấn. Trời Phật mà, họ cũng phải chứng từ trên xuống dưới, chứ đâu phải tự dưng anh ra anh khấn vậy cái anh được xen ngang. Cái gì cũng phải có thứ tự hết á. Nói như em, bộ em không lo, em không có mong tới ngày sanh đẻ hả? Nãy giờ em ngồi mà an ủi anh thôi, chứ thực sự em còn lo anh gấp trăm gấp ngàn lần nữa kìa. Trời, tưởng đâu hay ho lắm anh. Giờ là em xin nha, hai đứa mình cùng đồng lòng cùng khấn với nhau á, biết đâu trời Phật họ động lòng, họ cho mình xen ngang là sao. Tưởng đâu vợ mình có văn minh xếp hàng,
hay về chút búa. Con là hai nhái, mong trời Phật ở trên phù hộ cho con mau đẻ. Dạ im ru, không có động tĩnh gì hết trơn má ơi. Thì con hỏi nhái thử lại một lần nữa coi, nhiều khi hiện giờ nó đang đau bụng thì sao? Trời, một ngày hả, 24 tiếng đồng hồ con hỏi hết 48 lần, vẫn câu trả lời nhanh gọn lẹ. Chưa, hổ ghiếc mà con biết cái câu trả lời luôn á má. Má gọi, má gọi. Dạ, con nghe nè má. Dạ, chưa có động tĩnh gì hết má ơi. Dạ, 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 con biết rồi má ơi. Dạ, dạ. Ai gọi vậy? Cô Hồng gọi. Thì cô Hồng hỏi em đẻ chưa chứ gì. Sao em biết? Biết đâu á, cô Hồng mới vừa nhận cái tin gì rồi thông báo cho cả xóm xẻo lá này biết sao. Ờ, anh nghe thử đi. Em nói đúng hay sai á, là biết liền cái gì. Để thử coi. Dạ, con nghe cô Hồng. Có tin gì mới không? Hay là bên quán có gì nhờ con giúp đúng không? Kêu con qua giúp không? Hai nhái xanh chưa vậy bé cò? Dạ chưa. Ờ, cô chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Dạ. Công nhận, em hay thiệt. Không có gì là hay hết trơn. Bây giờ ai mà gọi cho hai vợ chồng mình chỉ có một câu duy nhất thôi. Nhái đẻ chưa? Tôi với chị đã làm biết bao nhiêu là cách rồi. Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Giờ tôi cũng biết làm sao nữa chị. Tôi nói thiệt với chị xui nghe. Bây giờ có cách nào đó mà cho con nhái nó sanh liền á, thì trả bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết trơn á. Miễn con nhái nó sanh được là tôi mừng hà. Chị biết không, nhiều khi tôi suy nghĩ á, tôi muốn kêu là bệnh viện mổ để đưa đứa nhỏ ra. Đâu có được chị. Cái đứa nhỏ mà nó chưa chịu chào đời á, là chắc cũng có lý do của nó đó. Cũng có thể là chưa đủ ngày đủ tháng, mà cũng có thể là do về một cái vấn đề tâm linh nào đó mà mình không hiểu hết được đó, cho nên là nó chưa có chịu ra. Nhưng mà dù cách nào, lý do gì á, thì nó ở trong lâu quá cũng không tốt chị à. Mà sanh mổ thì cũng không nên đâu chị. Thì đó, tôi cũng nghĩ như chị đó, cho nên tôi mới không kêu đi mổ. Đúng rồi đó. Thôi mình ráng chờ chút nữa đi, chứ không nên mổ đâu. Đâu đây? Chị mới qua. Có gì không? Mặt mày bí sĩ vậy? Thì rảnh quá, qua chơi tía. Vợ mày nó gần sanh gần đẻ rồi mà không ở nhà canh nó. Đi lông bông gì lỡ nhà đâu bụng đẻ rồi ai coi? Trời ơi, con canh từ lúc mà bắt đầu chồng chuối cho đến lúc mà chuối chỗ buồn luôn. Cũng không đau bụng đẻ gì hết trơn. Sao chở nó vô bệnh viện khám thử coi sao? Ở nhà trông đứng trông ngồi chi? Mày có biết cái gì đâu mà trông. Cũng nhiều người nói con vậy á. Mày chở hai nhái vô bệnh viện đi. Đứa nhỏ trong bụng á, thấy tới chỗ nó sinh á, nó vui, cái nó chui ra. Có lý à. Đâu làm thử coi. Nhưng mà hai má không chịu. Cái gì cái thì cũng phải đi bệnh viện khám để coi người ta biết là cái thai nó mạnh nó yếu, rồi chừng nào sanh, hoặc là người ta cần chích thuốc bổ cái gì bác sĩ người ta mới biết chứ. Hai cái bà đó biết cái gì? Tao nói rồi đó nghe, mày mà nghe lời hai bà mai mốt có chuyện gì đó đừng hối hận nha. Con cũng y hệt tía vậy đó, nhưng mặt ngặn cái giờ con chở vợ con đi rồi hai má biết về chửi con chết luôn á.
bà và vợ mày á, ta không bảo đảm. Nhưng còn bà Tư nè, mày cứ làm đi. Bà mà có ý kiến cái cò gì á, tao xử bà đẹp. Thiệt hả Tiết? Trời đất ơi, thời buổi này là thời buổi nào mà còn bày đặt mê tính dị đoan nữa. Dạ, nếu như mà Tía đã bảo kê cho con rồi á, thì con về làm liền. Cứ làm đi. Dạ. Thì Tía gì? Dạ, chơi. Sao vợ chồng hai nhái nó đi khám thai gì mà lâu quá chị? Giờ này rồi mà chưa thấy gì nữa. Mà chị có dặn tụi nó đi khám thai là về liền không? Có nhiều khi nó không biết mình ngồi chờ, rồi khám xong nó chở nhau ghé chỗ này chỗ kia đó chứ. Tôi quên dặn. Nhưng mà hồi nãy trước lúc tụi nó đi á thì tôi đã qua đây rồi. Không lẽ nào mà nó không biết là tôi ở nhà tôi đợi sao? Ê, nó về kìa chị. Nó về kìa. Hai má bên này đúng hả? Sao rồi, sao rồi? Bác sĩ nói sao không? Sao? Có dấu hiệu sanh gì chưa con? Dạ, vẫn chưa có dấu hiệu sanh. Nhưng mà bác sĩ nói thì tính ngày tính tháng thì đủ rồi. Chắc cũng nay mai thôi. Mà bác sĩ cũng nói trễ dự sinh một tuần lễ cũng không sao. Với lại sức khỏe vợ con cũng tốt, hai má yên tâm đi. Tính mại như thiệp thì xóm mình chủ yếu à, tôi tới 500 thiệp lận. Ghê vậy? Đám cưới danh nhân 3 lít nè. Ủa, có Hồng viết thiệp giùm cho 3 lít hả? Vậy chút viết xong á, viết giùm con luôn nha. Mày rảnh quá à. Cô Hồng viết cho cô Hồng còn chưa có xong nữa, viết cho tụi bay. Hả? Hả? Cái gì? Cái gì? Gì là gì? Cô Hồng cũng làm đám cưới luôn hả? Không được hả? Được. Ý con nói là 3 lít cũng cưới vợ, con cũng cưới luôn, cô Hồng cưới nữa, ba cái đám cưới. Vui quá trời còn gì. Quá vui. Anh Tèo, anh ráng chờ em đến năm sau nghe. Em lên Sài Gòn học nghề đặng về quê có cái nghề sinh sống, rồi hai đứa mình xây dựng sự nghiệp, cất nhà cất cửa, sanh con đẻ cái. Biên thư lần này không phải ráp, ký tên vợ tương lai của anh, năm gạo. Mình hẹn hò bí mật vậy hoài, anh cũng khổ tâm quá. Anh sợ tiếng máy anh thiệt hả? Không phải anh sợ cho anh, mà anh sợ cho em á. Anh sợ về nhà rồi em bị tía má rầy. Vậy rồi khi nào anh gặp tía má em? Gặp gì? Thì gặp để xin hai đứa mình quen nhau. Chứ mà hẹn hò lén lút bí mật như vậy hoài á. Em nói rồi á, đây là lần hẹn hò bí mật cuối cùng á. Anh đi gặp tía má liền. Không cần đâu. Sao vậy? Sao em đổi ý liên tục vậy? Tại vì á, tía má đã cho em quen với anh rồi. Cái gì? Tía má đã cho em quen với anh rồi. Hồi nào vậy? Hồi nào vậy? Thiệt luôn hả? Sao hay vậy? Dạ ơi, anh thiệt tệ hệ à. Để em phải đi làm cực khổ xa xôi vậy. Phải chi mà anh vào sớm sớm một chút là hai đứa mình có được cái đám cưới tập thể của Sáu Lá trong năm nay rồi. Gạo, em phải ráng chờ anh nha. Anh sẽ làm kiếm thiệt nhiều tiền. Năm sau ha, anh sẽ tổ chức cái đám cưới bự chà bá, hoành tráng nhất Sáu Lá cho em luôn. Ráng chờ anh nghe Gạo. Chờ anh xíu, anh nghe điện thoại cái nha. Alo. Đang ở đâu vậy cha nội? Có gì không? Cũng không có chuyện gì. Tại đang rảnh tính rủ lên thị xảo xin tố chơi vậy mà. Bao thì đi. Nhanh ông đổi ý đó nha. Ok ok. Chờ chút.
gạo. Anh chờ em, em cũng ráng chờ anh nghe gạo. Dạ anh đi uống cà phê với Tấm Tàn cái. Tôi thấy á, bây giờ á có cái vụ mời thiệp online á cũng tiện lợi lắm á. À, cũng hay à. Bởi vì bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 rồi. Mình cứ mời thiệp cưới qua Zalo nè, Messenger nè, Facebook. Tiện á. Giờ thấy không? Cô Hồng cứ viết cái thiệp y chang như vậy. Rồi xong cái mình lấy điện thoại nè, mình chụp hình vô cái mình gửi cho người ta, khỏi phải tới từng nhà mất công. Tầm bậy tầm bậy. Tụi bay có biết cái câu hồi xưa đến giờ ông bà ta có nói một câu: lời chào cao hơn mâm cỗ. Tụi bay mời cái đó tao cũng không đi, chắc chắn luôn á. Mình muốn mời thiệp cưới người ta là sao? Mình phải cầm tấm thiệp mà, tấm thiệp phải đàng hoàng, trang trọng, đẹp đẽ. Chữ viết mời cũng phải đẹp đẽ chứ không phải chữ cua bò đâu hả mà viết vô thiệp. Đó là không có tôn trọng người khác. Rồi sau đó mình đặt cái thiệp vô vô cái bao đàng hoàng ha. Rồi xong đó mình cầm đến tận tay người đó, mình trao tận tay cái người mình muốn mời. Để chi? Để mình tỏ cái lòng chân thành của mình, cái thiện ý và cái sự tôn trọng của mình đối với người ta. À, chứ bay ngồi với hả, bay chụp cái bay gửi, chụp cái bay gửi, tao nói thiệt chứ hả, cái đó là coi như rất là coi thường người khác, không có được. Tao thấy không được. Cô Hồng nói cũng đúng. Bởi vậy cô Hồng á mời ít mà nó chắc. Không có phải 500 tấm thiệp như ba lít đâu. Đám cưới của con á, đám cưới doanh nhân mà phải 500 thiệp thôi. Ê, nhưng mà con á cũng vậy, cũng giống như cô. Ưu tiên những người mà gần gũi thân thiết nhất. Đây đây đây. Ấy. Ruột Hồng. Chú Vũ. Ấy, sẵn đây mời luôn. Đến dự nha. Cô Hồng cũng mời hai vợ chồng mày, hai vợ chồng này nữa cho nên nhớ đi nha. Ok. Nhớ đi nha, nhớ đi nha, nhớ đi nha. Đi mà. Sẵn đây nói luôn. Ê, đám cưới của con mời vợ chồng cô chú đi, nhất định đi nha. Chắc chắn cô Hồng sẽ đi. Gì chứ à, cô Hồng đi đầy đủ hết á. Ủa nhưng mà tụi bay cưới ngày nào? 8 tháng 3. 8 tháng 3 qua rồi. À, cái bữa đó tôi còn nhớ là cái ngày lễ phụ nữ á, xong đàn ông ở Xẻo Lá mình tổ chức một bữa tiệc để đãi chị em phụ nữ. Trời ơi bữa đó ăn uống nhảy múa quá trời luôn, không nhớ hả? 8 tháng 3 âm lịch. Hả? 8 tháng 3 âm lịch. Chuẩn không cần chỉnh. Cô Hồng cưới ngày nào? 8 tháng 3 âm lịch. Mày cưới ngày nào? 8 tháng 3 âm lịch. Còn mày cưới ngày nào? 8 tháng 3 âm lịch. Hả? Ông. Tôi thấy đám cưới ba giai á. Thấy tía nó mở lời nhờ ông làm chủ hôn. Rồi đám ba lít cũng vậy, cũng mời ông làm chủ hôn. Rồi ông tính làm sao? Tôi nhận đám ba giai rồi. Tôi từ chối ba lít rồi. Hai đứa tổ chức cùng bữa cũng kẹt với ông ha. Cũng ngại cũng dơ nữa. Ông á là người sống có đức độ, rồi là có gia dế trong xóm này, được nhiều người kính trọng, cho nên tiếng nói của ông sẽ kết nối hai họ lại với nhau. Ê ba giai, một ngày mà trùng ba đám sao được? Không ấy cái đám của ông á sớm hơn hay trễ hơn đi. Thôi, không được đâu. Nghĩ sao vậy? Tía tụi ông nói á là có thờ có thiên, có kiêng có lành, không? Ông đã coi tụi tôi hết rồi. Có hợp ông mới tổ chức ngày giờ đám cưới vậy, giờ sao đổi rồi? Ủa nhưng mà nói thì nói chứ một năm có nhiều ngày lành tháng tốt lắm chứ bộ, sao dứt quyết cái ngày đó mới chịu vậy, mới được vậy? Vấn đề là nằm chỗ đó đó. Ngày giờ tốt thì có. Đó. Nhưng mà ngặt nổi là dính cái đám giỗ của hai bên rồi, sao làm được? Ủa vậy coi ra là hên hay xui ta? Tôi thấy hên đó. Sao hên? Biết sao không? Tại vì đám giỗ mà vô mấy cái ngày tốt không là hên lắm luôn. Nhưng mà xui cho tôi, không làm đám cưới được. Chuyện gì mà không nghĩ tới. Nhưng mà tía tôi á, nhất quyết là phải tổ chức đám cưới trong tháng này. Bởi vì tháng 3 là tháng đại lợi, ông nói là vậy á. Không, ông còn coi là ngày xuất phát nè,
giờ xuất phát nè, hướng xuất phát nè, thậm chí là phải chọn cho cái người chủ hôn phải thiệt mát tay nữa kìa. Trời, kỹ vậy luôn á hả? Ừ. Giờ tôi không biết tính sao, bên nào cũng thân tình hết đó. Nhận bên này từ chối bên kia thì nó cũng kỳ. Và hai đám nó tổ chức một ngày trùng giờ luôn. Tôi đâu phải ngôi sao đâu mà phải chạy số. À, anh chị hai. Ủa, cô Hồng. Trời ơi. Chà, anh này không coi quán xá gì sao qua đây uống nước cô Hồng. Dạ. Hôm nay bố không bán cà phê hả? Dạ, em nghỉ từng lận. Ủa, gì mà nghỉ lâu vậy? Bộ tính đi du lịch hả? Không có. Em... em gửi mời anh chị hai. Ủa? Ủa? Đám cưới cổ với chú Vũ nè. Rốt cuộc á, hai người cũng về ở chung một nhà phải không? Dạ. Nói chung á, tụi em cũng lớn tuổi rồi. À, sau khi bàn bạc thống nhất kỹ lưỡng, hai đứa quyết định về chung nhà. Nhưng mà em cũng làm đơn giản thôi, chứ không có gì rườm rà. Chủ yếu á, là đãi bà con bên em với bà con hàng xóm mình thôi à. Dạ. Cô chú quyết định vậy là hay lắm. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền bạc. Tôi ủng hộ. Em cảm ơn anh. Nói gì nói ở Xẻo Lá này á, anh chị hai á, là người em tôn trọng, quý mến nhất. Anh hai á, lại là người có kinh nghiệm về những cái nghi lễ cưới hỏi. Cho nên em muốn nhờ anh hai làm chủ hôn cho đám cưới của tụi em. Nhờ tiếng nói của anh để kết nối hai họ. Chuyện nhỏ. Chà, tụi nó đắt xô dữ hen. Nhưng mà ngày nào mới làm đám cưới? Dạ, ngày 8 tháng 3 âm lịch gần tới đó anh. Hả? 8 tháng 3? Dạ. Đâu được, đụng hai đám cưới. Đám hả? Cưới của thằng Ba Giai với thằng Ba Lít cũng ngày đó luôn. Chung ngày luôn rồi. Ồ, em không biết đâu. Em lâu lâu mới đám cưới lần ý. Đó giờ đám cưới có lần này à. Cho nên em muốn phải hoàn hảo. Em biết anh hai phải làm chủ hôn cho em mới chịu. Em dứt khoát gì mới chịu. Em đi nha. Em đi mời tiếp nè. Em đi á. Ồ. Dạ. Nhưng mà trời Phật ơi, cái bà này bà đi không kịp từ chối với bà luôn nha. Giờ tính sao ông? Thôi tới đâu tính nữa rồi. Vui mà. Gì vậy? Chuẩn bị đám cưới tới nơi người ta phải tươi vui lên chứ gì mặt buồn sao hả? Tươi gì mà tươi. Ba cái đám cưới trùng một ngày mà hả, ai cũng mời bác hai làm chủ hôn hết. Tía tao á điện về nói nhất định á là phải mời bác hai làm chủ hôn cho bằng được. Còn lo hơn nữa là giờ khách mời không biết đi cho tao hay là đi cho bên kia nữa. Đúng rồi. Vì cái vụ mà ba đám cưới chung ngày này nè, nhà tao cũng phải họp. Hôm qua tao với bà ngoại thức sáng đêm hôm luôn mày. Rồi kết quả làm sao? Thì phân chia ra, bà ngoại tao đi đám cưới của ông Ba Giai, còn tao bị kẹt giữa đám cưới của mày với cô Hồng nè. Giờ đang lo không biết phân bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Tao là phải nặng rồi. Vậy cô Hồng cũng có 70kg luôn á, cô nặng hơn mày chứ bộ. Thằng khùng, tao không nói số ký. Ý tao nói đây á là cái thâm tình. Thâm tình hả? Tao với mày á sống chung một xóm, lớn lên từ nhỏ, tắm mưa, câu cá, ăn nhậu, vui buồn á, chia sẻ với nhau, thân thiết còn hơn anh em trong gia đình nữa. Giờ không lẽ đám tao mày không có mặt? Thì nhưng mà tao cũng đâu bỏ cô Hồng được. Cô Hồng cũng là mối kỹ chuyện của tao nè, mối bán cà phê thiếu chịu. Rồi lâu lâu ghé kẹt tiền mượn cô Hồng nữa. Bữa hổm cô Hồng còn dằn mặt tao là tao mà không đi là cô Hồng không nhìn mặt tao luôn á. Thiệt tình cũng khó cho mày. Khổ ghê thiệt chứ. Ê,
Tao nghe thằng Ba Dai. Sao? Nó gọi nó nhờ Tấm Tàn. Làm gì? Mướn cái vàng á, âm thanh cực khủng, có đi chay bốc lửa, về á để cho khách mời tới không, dự cưới xong là bắt đầu quẩy. Ghê à? Ừ. Đám cưới giờ mà cũng cạnh tranh ghê mày. Bởi vậy tao mới đang suy nghĩ nè, phải kiếm cái gì đó đám tao phải độc lạ để còn kéo khách mời về nữa, chứ không thôi đi bên đó hết luôn. Thôi mẹ ơi, nghĩ gì, đám cưới chủ yếu là người ta tới người ta vui là chính thôi, chứ nghĩ gì độc lạ, đi chay bốc lửa bốc cháy làm chi cho cực. Đâu được mày, đám cưới của một doanh nhân mà. Ừ đúng rồi, tao á là doanh nhân thủy hải sản, như vậy đám cưới tao phải có những cái món ăn, đúng không, độc lạ ngon. Đúng rồi, cái quan trọng đãi đám cưới là đồ ăn là phải độc á. Đấy, độc là trúng độc, phải ngon lạ. Chính xác. Nói đám cưới lần này thằng Ba Tích đó, nó mời đầu bếp siêu sao ở thành phố về nấu. Còn thằng Ba Dai á thì thuê một dàn âm thanh khủng. Trời ơi, đám cưới tụi nó chắc cháy xóm làng quá. Không được, mình phải có cái cách nào để mà mình kéo khách về đám cưới nhà mình. Mình có cách rồi. Đó, chuẩn bị tốn tiền đám cưới nữa rồi ha. Nha, chuẩn bị tiền nha, thủ quỹ ha. Thôi mà, lâu lâu rồi sớm mình có tiệc vui thì vui chứ gì đâu mà ông rên. Ôi, dạ. Con chào chú Thiếm. Dạ. Mời lên. Đi đâu đây mà thấy cụ thái độ nghiêm trọng như vậy, trịnh trọng như vậy? Dạ. Con gửi thiệp đám cưới của con kính mời chú Thiếm qua dự. Đám cưới nữa? Nữa. Dạ. Cũng không giấu gì chú Thiếm, đám cưới của con lần này á là con tập trung vào phục vụ cái chất lượng về thức ăn. Con có mời đầu bếp nổi tiếng ở Sài Gòn về. Cái anh đó ảnh đã đạt được giải nhất về cuộc thi ẩm thực. Nên á là thực đơn ăn uống rất là phong phú, độc lạ. Tao chịu à. Cái vụ mà dám kêu bằng đổi mới tư duy mà dám mà mướn đầu bếp xịn ở trên Sài Gòn về là tao chịu rồi. Mà đích, trời ơi, nghe mà con kêu đầu bếp ở Sài Gòn về á mà nấu nhiều món ăn phong phú, Thiếm Tư nghe Thiếm Tư khoái rồi đó nha. Dạ, nên á là khi đến á chú với Thiếm cứ tha hồ mà thưởng thức. Con yên tâm, bữa đó chú Thiếm sẽ đến chung vui với vợ chồng tụi con. Trời ơi, vậy là quá trời vinh hạnh cho gia đình của con rồi. Dạ. Uống miếng nước đi, uống nước. Ừ. Dạ. Bây giờ con xin phép chú Thiếm con đi. Ừ. Dạ. Thật tuyệt vời. Để tôi coi. Ừ. Nó ngày giờ nào không? Kính mời chú Thiếm đến dự tiệc cưới của chúng con nhằm ngày 8 tháng 3 vào lúc 17 giờ. Ủa? Ông ơi, nó cũng ngày 8 tháng 3. Chết cha, vậy là trùng rồi. Ờ, 17 giờ luôn nữa. Đúng độ rồi. Trời ơi, vậy sao? Vậy đi đám nào ông? Đám nào cũng phải đi. Trời ơi, bà nhái giận sao? Tôi nói thiệt với bà luôn á, tôi chưa gặp cái ca nào mà khó như ca của bà luôn á. Thì bởi ngày cưới giờ hai bên định sẵn hết rồi, đâu phải nói dời là dời được đâu. Thì bởi nè, cái ngày đó là đại lợi, tôi sợ là khách không có biết là chọn bên nào đi rồi bên nào bỏ. Rồi chỉ cần nghĩ tới cái cảnh mà hai vợ chồng tôi mà đứng chờ khách, ngóng khách không biết có khách có tới không á, trời ơi, rậu muốn chết luôn. Bây giờ là tôi phải tìm cách để mà cho khách qua bên đám cưới của tôi,
Chứ để mà đám cưới không có ai thì kỳ lắm luôn á. Ê bà có sáng kiến gì không? Kiến gì ta? Nghĩ giùm tôi đi. Có rồi. Ê, trời ơi. Trời ơi, cái bà làm hết không? Có rồi Mộng ơi. Có rồi hả? Có hả? Nó nói đi. Đó là thực đơn. Thực đơn hả? Hai vợ chồng em ấy tổ chức trúc thăm trúng thưởng may mắn á. Chà, vậy là vui lắm mà nghe. Dạ. Bởi vậy anh Kỳ Tư ráng cố gắng nha. Sắp xếp thời gian rồi thiết nó đẹp lên đến giờ đám cưới vợ chồng tụi em nha. Để em cũng mong sao á trao được cái món quà thiệt là ý nghĩa cho vợ chồng anh chị đó nha. Thôi em về mới chị lau được đi còn đi mời thiệp nữa. Dạ, dạ, quá trời luôn. Về nha. Cũng nhớ là anh nữa nè. Ờ, về đi em, bữa đó gặp nha. Gặp nha con. Một, hai, ba. Trời ơi, coi bà này ngày nào đi. Trời đất ơi. Cũng ngày 8 tháng 3 luôn, 17 giờ luôn. Ủa, trùng ngày trùng giờ luôn hả ông? Trời đất ơi, thiệt tình luôn. Làm như cái tới mùa cưới là cái mùa nhận thiệp vậy. Mà năm nay làm như hội vậy. Ba đám vô một chỗ luôn, cùng ngày cùng giờ luôn. Này là làm khó cho khách mời dữ à. Vậy mình quyết định đi đám nào ông? Tôi với bà đó, chia nhau ra đi thì cũng được hai đám thôi. Còn đám kia làm sao ta? Ông nói cũng đúng. Toàn là những chỗ thân tình không à. Mình đâu có thể nào mà gửi tiền mừng rồi vắng mặt mình được phải không ha? Thì bởi vậy, thấy không? Được mời cũng là một cái vinh dự đó. Cái danh dự của mình mà bây giờ mà suy nghĩ nè. Khổ nè, bây giờ biết sao nè. Giờ tính sao ông? Ai biết. Dì dì, hôm nay tôi mời mọi người tới đây á là có một chuyện cần bàn với mọi người. Mấy ngày nay á, ở xẻo lá mình nè, nhà nào cũng nhận được ba cái thiệp cưới. Dạ, được ba đám thiệp mời là mình đi ba cái đám, vậy là quá vui rồi bác hai. Vui thì có vui đó, nhưng mà cái vấn đề đó, ba cái thiệp này nè, là tổ chức cùng ngày, cùng giờ. Cái chuyện vui, nhưng mà làm cho mọi người ta khó xử. Bây giờ biết đi ai đây? Rồi bỏ ai đây? Dạ, bác hai nói cũng phải. Khó xử thiệt. Nhưng mà giờ cũng biết sao nữa bác hai. Ai cũng thân tình hết á. Bây giờ á, để cho dễ dàng, vui vẻ hết cả làng này. Giờ tôi giải quyết vậy. Bây giờ ba cái đám cưới này nè. Bây giờ tổ chức thành một cái đám cưới tập thể. Đó, bây giờ nó vừa vui nè, vừa tiết kiệm nè, nó vừa dễ xử cho bà con nữa. Rồi bà con ở xẻo lá mình nè, khỏi phải đau đầu, khỏi phải lựa chọn bỏ ai đi ai. Người ta vui được dân ba. Đúng hả? Nếu như vậy á, thì mọi người sẽ được thưởng thức món ăn ngon từ nhà bếp nổi tiếng luôn mời về. Ừ. Rồi còn được ca hát, nhảy múa với dàn âm thanh cực khủng nữa. Đúng rồi. À hả? Rồi còn được trúc thăm trúng thưởng nữa. Ừ. Ai cũng được quà phải không anh? Đúng rồi. Em chịu đó, anh hai thì là cao kiến rồi nha. Thấy vui không? Hiểu. Hiểu phải không? Hiểu phải không? Dạ được. Dạ được. Đó, vậy thì hai lúa này đứng ra chịu trách nhiệm làm chủ hôn cho ba cái đám cưới này. À. Nên vậy không ai giành hết. À, vui cả xóm luôn. Đây. Vậy là đại hỷ. Đại hỷ. Ok. Hiểu không? À.